Hộ Hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2001, là con gái. Các ngươi nói xem y tiên tiểu thư có đồng ý không? Chắc là sẽ, dù sao thì người ta đã quỳ xuống nữa nha. Nhưng nếu như cứ đồng ý như vậy, về sau có thể đều làm như thế hay không? Một đám người ở đó thấp giọng bàn tán, nhưng thực tế, bản thân y tiểu âm cũng đã nghe thấy cuộc thảo luận kia, mà bây giờ chuyện đó cũng chính là điều nàng khó xử nhất. Nếu như nàng thật sự đồng ý với nữ nhân trung niên này, không hề nghi ngờ, chuyện đó truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều người hùa theo bắt trước. Đến lúc đó, nàng vẫn là không giúp được. Nhưng nếu như nàng không đồng ý, chắc chắn cũng sẽ có người mắng nàng là máu lạnh. Đối với cá nhân nàng và toàn bộ y nhân các mà nói, chuyện ấy thực sự không phải là chuyện tốt. Những năm qua vẫn luôn có người công kích nàng, những người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nói cách khác, Hiện tại y tiểu âm đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Này, có phải ngươi đang muốn ép buộc vợ ta chữa bệnh cho con trai của ngươi hay không? Hạ Thiên bất mãn, ngươi có tin là ta sẽ đánh ngươi không? Một đám người đứng im lặng, mặc dù rất nhiều người cũng cho rằng nữ nhân kia đang làm khó người khác, thực sự có chút mùi vị cưỡng ép, nhưng người ta đã quá thảm rồi, vậy mà hắn còn muốn đi đánh người, có vẻ hơi quá đáng rồi. Hơn nữa còn có một số người không biết rõ người vợ mà tên nọ nó đang nói đến có phải là y tiểu âm không? Đừng làm loạn, tất nhiên y tiểu âm sẽ không để cho Hạ Thiên đi đánh người, nhưng khi hắn vừa mới mở miệng thì nàng đột nhiên nghĩ ra cách, nàng nhìn về phía nữ nhân trung niên kia, đại tỷ, người vẫn nên đứng lên trước đã. Ta vừa nghĩ ra cách giải quyết chuyện đó rồi. Cô, cô đồng ý khám bệnh cho con trai ta rồi sao? Nữ nhân trung niên vui mừng khôn xiết, sau đó nàng thật sự đứng lên, cảm ơn, cảm ơn y tiên tiểu thư, cô đúng là người tốt. Này, người ngốc à, vợ của ta đã đồng ý ngươi chỗ nào? Hạ Thiên rất khó chịu, hắn còn không thể ép buộc vợ y y làm chuyện hắn muốn. Vì sao nữ nhân nọ lại có thể chứ? Đại tỷ, sở dĩ ta yêu cầu xếp lịch hẹn trước là bởi vì ta là một người tinh lực có hạn. Cho dù một ngày ta làm một ca phẫu thuật, thậm chí nói khoa trương một chút, mỗi ngày ta làm 10 ca phẫu thuật, tức là một năm nhiều nhất cũng hơn 3.000 lần. Nhưng trên thế giới này, số người cần được chữa trị đâu chỉ hơn 3.000 ba vạn chứ. Giọng nói không màng danh lợi động lòng người của y tiểu âm truyền vào tai mỗi người, ta không có cách nào làm công bằng tuyệt đối nên chỉ có thể đặt ra một điều kiện tương đối công bằng. Nếu như bây giờ ta thực sự đồng ý với ngươi, chuyện đó có thể tưởng tượng được, sau này sẽ có rất nhiều người dùng cách như ngươi, mà điều đó thực sự không công bằng đối với những bệnh nhân đã đặt lịch hẹn trước theo quy định. Không sai, đúng là như vậy. Y tiên tiểu thư nói đúng, không thể nuông chiều loại người nọ, đừng đồng ý với nàng. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta thực sự rất đáng thương. Ở đây có không ít người cảm thấy Y tiểu âm nói rất đúng, chỉ là vẫn còn có người thông cảm cho nữ nhân Trung niên kia. Y tiên tiểu thư, cô, cô vẫn không thể cứu con ta sao? Sắc mặt nữ nhân Trung niên kia lập tức xám xịt, giọng nói cũng có chút run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại tỷ mặc dù ta không thể chữa trị cho con của ngươi nhưng thật ra ở đây vẫn còn có người có thể cứu hắn giọng nói động lòng người của y tiểu âm lại vang lên đương nhiên hắn chữa bệnh còn tùy thuộc vào tâm trạng của mình ta có thể nhờ hắn giúp ta một lần nhưng lần sau dưới loại tình huống này hắn chắc chắn sẽ không giúp ta nữa lần này ta sẽ mời hắn khám bệnh cho con của đại tỷ nhưng sau này nếu như có người muốn thì dùng cách đó thì ta cũng bất lực nói đến đây y tiểu âm dừng lại một chút sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, lần này, người có thể giúp nàng ta không? Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên, cuối cùng thì bọn hắn đã ý thức được, hình như Hạ Thiên cũng không phải người bình thường. Mặc dù có vài người biết hắn là chồng của Y Tiểu Âm, nhưng trước đó cũng không biết lai lịch của người ấy như thế nào, mà bây giờ xem ra, hắn ta cũng là bác sĩ. Rốt cuộc thì người đó là ai vậy? Không biết, hắn cũng là bác sĩ sao? Ta có nghe nói, Hình như tên kia là chồng của Y Tiên tiểu thư. Cái gì? Không thể nào, Y Tiên tiểu thư đã lập gia đình rồi. Nào có cái gì không thể chứ, chẳng lẽ các ngươi chưa xem video đứng đầu tìm kiếm hôm nay à? Y Tiên tiểu thư đã chính miệng thừa nhận rồi đấy. Để ta xem một chút, đậu xanh, là thật sao? Đúng thật rồi, Y Tiên tiểu thư thật sự thừa nhận tên kia là chồng của mình. Ở đây có rất nhiều người bắt đầu cầm điện thoại tra tìm video. Có người đã đăng đoạn video Y tiểu âm thừa nhận Hạ Thiên là chồng mình lên mạng, bây giờ thì đoạn video đó đã đứng đầu top tìm kiếm. Mà một ít người thì vừa xem video vừa nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó xác nhận một chuyện, bọn hắn không có nhận lầm người, tên Vương Bát Đản ấy thật sự là chồng của Y Tiên. Như vậy hiện giờ xuất hiện một vấn đề, cuối cùng thì tên Vương Bát Đản ấy là ai, tại sao hắn lại có thể trở thành nam nhân của Y Tiên? Vợ Y y, tên đó là kẻ lừa đảo tại sao ta lại phải giúp nàng ta chứ? Hạ Thiên tỏ vẻ rất không vui, hắn chỉ muốn đánh nữ nhân này một trận rồi đuổi đi, hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ nàng ta. Bởi vì ta muốn ngươi giúp nàng ta, y tiểu âm nhìn Hạ Thiên, chỉ có lần này mà thôi, nếu có lần sau thì ngươi không cần giúp ta chỉ vì loại chuyện đấy. Vậy nàng hôn ta một cái thì ta giúp nàng ta, Hạ Thiên bắt đầu ra điều kiện. Ngươi lớn như vậy rồi mà còn chơi loại trò chơi nhỏ này nữa, ngươi nhàm chán quá phải không? Y tiểu âm có chút cạn lời, tại sao hắn vẫn như một đứa nhóc đòi ăn kẹo, hơn nữa còn là chủng loại không cho kẹo thì sẽ quấy rối, cho rồi thì mới chịu ra tay giúp đỡ. "Không nhàm chán nha, ta cảm thấy chơi rất vui." Hạ Thiên cười hì hì, dù sao chỉ cần vợ y y hôn ta một cái thì ta sẽ xem bệnh cho con trai của nàng ta, nếu không thì ta mặc kệ. Hạ Thiên dừng một chút, lại nói, "Ừ, không đúng, người ấy không phải là con trai mà là con gái." chương 2002, hôn ta một cái thì ta chữa. Gì, một đám người đứng ở đó cạn lời, đứa bé kia nhìn như bé nam, thế mà vốn dĩ là nữ sao. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, người ta vốn dĩ đã 20 tuổi rồi, thế mà bây giờ vóc dáng cũng chỉ như 10 tuổi, như vậy nàng vốn dĩ là một bé gái, bây giờ nhìn giống bé trai cũng là điều bình thường. Được rồi, người chữa bệnh trước đi, tối nay trở về phòng ta hôn ngươi là được rồi y tiểu âm không muốn tiếp tục nói lung tung với hạ thiên dứt khoát đáp ứng với hắn dù sao thì chuyện ấy cũng không phải là chuyện lớn lao gì không được ta muốn nàng hôn ta ngay bây giờ nàng hôn ta trước sau đó ta mới chữa bệnh cho cô bé kia hạ thiên lại lộ ra dáng vẻ không chịu đồng ý đậu xanh rau má bọn hắn đang diện ân ái phải không ta cũng cảm thấy là như vậy đến tột cùng thì ra hỏa nọ là ai vậy y tiên tiểu thư rốt cuộc thì chồng ngươi có thể chữa bệnh hay không? Đúng vậy đó, y tiên tiểu thư, chẳng lẽ chồng ngươi cũng là bác sĩ? Nhưng nhìn dáng dấp kia của hắn ta lại thấy không giống nha. Bốn phía bắt đầu có người gây rối, cũng có người bắt đầu chất vấn năng lực của Hạ Thiên. Tên ngu ngốc người mau ngậm miệng, người có bệnh phù chân, vẫn luôn chữa không khỏi, còn có tên ngu ngốc kia, người cũng ngậm miệng lại cho ta, có bệnh tim thì cũng đừng có đi ra ngoài làm bậy, nếu không bất cần phát bệnh chết lúc nào không biết. Còn nữa, tên ngu ngốc bên đấy, người trách móc cái gì hả? Người ở trên giường 3 giây đã ra còn đi ra ngoài lêu lỏng với người khác. Hạ thiên quay đầu bắt đầu mắng chửi người, hơn nữa bắt đầu công kích trên diện rộng, có điều hắn chưa nói được bao lâu thì lại không thể tiếp tục được nữa. Vì có một bờ môi ấm áp in lên môi hắn, khiến cho hạ thiên không có cách nào tiếp tục nói chuyện được nữa, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một giây, bờ môi mềm mại ấy lại lập tức rời đi. Người đừng làm rộn nữa, mau chữa bệnh đi, Rốt cuộc thì nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, giọng nói của y tiểu âm vang lên. "Vợ y y, nàng lén hôn ta như vậy là không đúng rồi." Hạ Thiên có một chút tiếc nuối, nhưng bốn phía lại bắt đầu xôn xao, những lời mà hắn mới vừa nói có vẻ rất lợi hại, bởi vì chỉ ít có hai người thừa nhận bệnh tình của mình. Đậu xanh, quá trâu bò, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta bị bệnh phù chân. Cái này, ta, ta đúng thật là có bệnh tim các ngươi nhìn ta làm gì chứ? Ta cũng không phải nam nhân ba giây gì đó. Ta, ta, tối hôm qua ta cũng không có đi ra ngoài. Ách, vợ à, người nghe ta nói đã, ta thật sự không có. Trong đám người có chút ồn ào, lời nói trước đó của Hạ Thiên đã được hai người kia đích thân chứng thực, cho dù người thứ ba có là giả thì đoán chừng mọi người cũng đều cho rằng là sự thật. Tên khốn kiếp này, người chính là loại ba giây đó, không ngờ tối hôm qua người còn dám lêu lỏng bên ngoài, Tiếng mắng chửi của nữ nhân vang lên, khiến cho nơi đây lập tức trở nên rất hỗn loạn. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người lập tức phải lau mắt mà nhìn Hạ Thiên, chồng của y tiên thật quá lợi hại rồi, hiện tại xem ra, y thuật của hắn cũng tuyệt đối không kém. Y tiên tiểu thư, ý, ý của cô là, vị này cũng có thể xem bệnh cho con gái của ta. Nữ nhân trung niên đưa mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hình như có chút không quá tin tưởng. Hắn là chồng của ta, đồng thời cũng là một bác sĩ hơn nữa y thuật của hắn lợi hại hơn ta rất nhiều. Giọng nói của y tiểu âm hiển nhiên đã truyền vào trong tai mọi người, sau đó hiện trường lại trở nên ồn ào hơn nữa. Đậu xanh, người đó thật sự chính là chồng của y tiên tiểu thư. Đây là một người còn chưa xem video đứng đầu top tìm kiếm trên mạng. Đậu xanh, hắn lợi hại như vậy sao? Y thuật còn giỏi hơn cả y tiên tiểu thư, đây mới là chuyện khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nghe giả giả thế nào ấy. Có khi nào nàng ta đang thổi phồng cho nam nhân nhà mình không? Cũng có người không tin. Quá trâu bò, chẳng trách gia hỏa ấy có thể theo đuổi y tiên tiểu thư thành công, thì ra là vì y thuật của hắn còn lợi hại hơn cả y tiên. Cũng có người tin tưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể trở thành chồng của y tiểu âm đúng là bởi vì y thuật của hắn lợi hại hơn nàng, mà nói trở lại, nếu như hắn không có lợi hại như vậy, nói không chừng trước kia đã bị y tiểu âm đánh chết rồi. Cái kia cái kia, xin anh. Nữ nhân trung niên nhìn về phía Hạ Thiên, thoạt nhìn thì nàng vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng y tiểu âm đã nói y thuật của Hạ Thiên rất cao, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng, hơn nữa, nói cho cùng thì nàng cũng không còn sự lựa chọn khác. Nè, đại nha đầu 20 tuổi kia, người qua đây một chút. Hạ Thiên nhìn về phía cô bé nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi, hơn nữa còn giống như một đứa bé trai rồi bảo nàng đi đến phía trước. Từ đầu tới đuôi thì cô bé kia vẫn không hề lên tiếng, mà sau khi nghe thấy lời của Hạ Thiên, nàng vẫn nghe lời đi về phía hắn. Hạ Thiên vươn tay nắm cổ tay của cô bé, hiển nhiên đang kiểm tra tình huống của nàng. Thật ra thì tình huống của đứa bé gái ấy có chút đặc thù, ít nhất không phải chỉ cần hắn liếc mắt một cái là có thể hoàn toàn biết rõ ràng. Thế nào rồi? Bây giờ, y tiểu âm lên tiếng hỏi, cuối cùng thì nàng ấy mắc bệnh gì? Có thể trị hết không? Nghe thấy y tiểu âm hỏi vấn đề này, không chỉ là đứa bé gái và người phụ nữ trung niên kia, tất cả những người đứng vây xem đều đang nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên, ai nấy đều muốn biết, đến tột cùng thì cái người được gọi là chồng của Y Tiên kia là thực sự có bản lĩnh hay vẫn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn bám. chương 2003, chữa trong nháy mắt, vợ Y Y, không có bệnh nào mà ta không thể chữa khỏi, chỉ có bệnh ta không muốn trị mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, đến bây giờ mà nàng vẫn không biết chuyện này sao đám người có chút cạn lời, không biết y thuật của tên này có thật sự lợi hại như lời hắn nói không, nhưng trình độ khoác lác tuyệt đối là không ai có thể sánh bằng. Ừ, thật ra bệnh của nàng ta rất đơn giản, lúc này, Hạ Thiên thu tay lại, có điều trong cơ thể nàng có vài thứ kỳ quái, chúng đẻ nén không cho nàng trưởng thành, còn làm nàng nam không ra nam, nữ không giống nữ. Vậy phải chữa trị như thế nào? Có cần đi vào tìm một chỗ không? Y tiểu âm hỏi. Vợ y y, hình như nàng cũng có chút choáng váng thì phải. Hạ thiên có chút khó hiểu, vừa rồi ta đã chữa hết bệnh cho nàng rồi ta nha. Không phải chứ, chữa khỏi rồi à. Cứ như vậy thôi sao? Lẽ nào hắn là kẻ lừa đảo? Hừ, ta không tin, người ta hơn 10 năm cũng chưa chữa hết bệnh, thế mà bây giờ đã khỏi rồi. Chuyện đó cũng quá giả dối. Quần chúng vây xem nhau nhau tỏ vẻ không tin, đừng nói bọn hắn, ngay cả người mẹ của đứa bé gái kia cũng không quá tin tưởng. "Y tiên tiểu thư, bệnh của con gái ta thật sự đã." Nữ nhân trung niên có chút lo lắng nhìn y tiểu âm, nàng cũng không tiếp tục nói thêm gì, hiển nhiên là có chút cố kỵ, nhưng cho dù là bất cứ ai thì đều có thể rõ ràng ẩn ý trong lời nói của nàng. "Nếu như chồng ta đã nói chữa khỏi, vậy dĩ nhiên là đã chữa khỏi rồi." Hiện giờ thì y tiểu âm đã có thể gọi hắn là chồng mà không cảm thấy ngượng miệng, nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng vô cùng tự nhiên. Mà đối với những chuyện như vậy, nàng chắc chắn sẽ đứng về phía Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên đã nói chữa khỏi, vậy khẳng định đó là sự thật, bởi vì năng lực của hắn ở phương diện chữa bệnh là không cần bàn cãi, mà hiển nhiên hắn không cần thiết nói dối những chuyện đó. Thế nhưng, cái này, có phải chuyện ấy có chút quá? Nữ nhân trung niên vẫn có chút trần chờ. Thật ra y tiểu âm có thể hiểu được sự nghi ngờ của đối phương, mỗi lần Hạ Thiên chữa bệnh cho người ta đúng là quá mức đơn giản, nàng cũng không nhìn ra đến cùng thì hắn đã chữa bệnh cho người ta như thế nào. người có biện pháp làm cho nàng ta tin tưởng đứa bé đã khỏi bệnh không? Y Tiểu Âm nhìn về phía Hạ Thiên, vợ Y Y, bọn hắn có tin hay không thì tùy thích. Hạ Thiên hiển nhiên không có hứng thú chứng minh chuyện nọ. người nghe ta một lần không được sao? Y Tiểu Âm chừng mắt với Hạ Thiên, nếu như người có thế làm cho nàng ta tin tưởng thì lập tức nói biện pháp ta không muốn vẫn luôn ở đây dây dưa chuyện đó. Vợ y y, vậy đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hạ thiên cười hì hì đề nghị. Được thôi, bây giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi, một chút nữa ta đi ăn cơm với ngươi. Y tiểu âm biết ra hỏa ấy lại đang ra điều kiện, nàng lười dây dưa với hắn, nhanh chóng đáp ứng. Dù sao thì nàng cũng đã công khai thừa nhận Hạ Thiên là chồng của mình, những chuyện khác cũng không phải thứ gì quá ghê gớm. Nè, Đại nha đầu 20 tuổi kia, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được bệnh tình của mình đã chuyển biến tốt hơn à? Trước đó ngươi vẫn luôn cảm giác bực mình, hơn nữa trong cơ thể vẫn luôn có loại ngứa ngáy khó có thể mô tả, dù rằng triệu chứng kia không phải rất nghiêm trọng, nhưng nó sẽ khiến ngươi luôn luôn cảm thấy không quá thoải mái. Hạ Thiên nhìn cô bé kia, trông có vẻ không cao hứng, hiện giờ những triệu chứng đó đã biến mất, ta chắc chắn là ngươi có thể cảm giác được. Còn nữa, ngươi không cần im lặng cả ngày như vậy. Lúc trước người nói chuyện giống như vịt kêu rất khó nghe, cho nên người vẫn luôn không dám mở miệng. Hiện tại người chỉ cần lên tiếng thì sẽ biết giọng nói của người rất bình thường. Mẹ, bệnh của ta chắc là đã khỏi thật rồi. Một giọng nói có chút thanh thúy vang lên, người nói chuyện chính là cô bé kia. Bé, người, người thật sự có thể nói chuyện rồi sao? Nữ nhân trung niên nhìn đứa bé gái kia, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin. Mẹ, là ta đây. Giọng nói của ta thật sự đã biến thành bình thường rồi. Cô bé hiển nhiên cũng nghe được giọng nói của mình, vẻ mặt của nàng rất hưng phấn. Đúng như những gì Hạ Thiên nói, trước đó giọng nói của nàng thật sự rất khó nghe, điều ấy cũng là nguyên nhân mà nàng vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, cảm ơn Y Tiên tiểu thư, cảm ơn anh, chồng của Y Tiên tiểu thư, anh, anh thật đúng là thần y. Nữ nhân trung niên có vẻ vô cùng hưng phấn nhưng khi nàng còn định nói tiếp điều gì đó thì lại bị hạ thiên cắt đứt nè nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì mau đưa con gái của mình về đi đại khái chừng một hai năm nữa thì nàng ta sẽ khôi phục hoàn toàn trở thành một người trưởng thành chân chính trước đó nhớ để ý tới phương diện ẩm thực cho nàng ăn ngon một chút được rồi cứ như vậy đừng ở nơi đây làm phiền ta nữa nếu không coi chừng ta đánh ngươi mặc dù hạ thiên đã cứu được người nhưng hắn vẫn không thích hai mẹ con này bây giờ bắt đầu lên tiếng đuổi người hai người các ngươi trở về đi còn nữa đừng quên lời dặn của chồng ta nhớ bổ sung dinh dưỡng cho con gái ngươi nhiều một chút hiện tại y tiểu âm lên tiếng khuyên giải người khác không hiểu hắn nhưng nàng thì thật sự quá biết gia hỏa này nếu hai mẹ con này còn trần chờ không chịu đi thì thật sự rất có thể bị hắn đánh đến lúc đó gia hỏa kia đè ra đánh người mà mình vừa mới chữa khỏi mới nghe thôi cũng đã thấy hắn giống bệnh tâm thần rồi chương 2004, đội thám hiểm biển sâu. Chuyện kia, vậy tốt, tốt, cảm ơn y tiên tiểu thư, ta đi trước đây. Nữ nhân trung niên vội vàng lôi kéo con gái chuẩn bị rời đi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, giọng nói thanh thúy cũng vang lên ngay sau đó, người nói chuyện đương nhiên là cô bé kia, mà đối tượng nàng nói lời cảm ơn không ai khác chính là Hạ Thiên. Trước khi đi, cô bé này nhìn chằm chằm hắn mấy lần, dường như muốn khắc ghi hình dáng của hắn ở trong đầu, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã vòng tay ôm cái eo nhỏ của Y Tiểu Âm, vợ Y Y, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Người muốn đi nơi nào ăn cơm? Y Tiểu Âm có chút bất đắc dĩ, hắn thật là quá nóng vội, cho người ta một loại cảm giác hắn không phải muốn ăn cơm, mà là muốn ăn người. Thật ra ta cảm thấy chúng ta cũng có thể không đi ăn cơm, chúng ta trở về phòng nàng. Hạ Thiên thật đúng là muốn ăn người. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Y Tiểu Âm cắt đứt lời nói của hắn, còn lâu nàng mới để cho ra hỏa ấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Y Tiểu Âm và Hạ Thiên rất nhanh rời đi, hai người không có lái xe, cũng không có mang theo bất cứ ai, chỉ là sánh bước đi trên phố. Mà sau khi hai người rời đi, không chỉ là ở cửa bệnh viện y nhân các, trên mạng cũng bắt đầu truyền bá chuyện mới vừa phát sinh, rất nhiều người bàn tán ẩm ý, cuối cùng, phần lớn người cho ra một kết luận. Đó chính là hai mẹ con kia chính là kẻ hát đệm. Bởi vì mọi người cảm thấy chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý, mà toàn bộ chuyện ấy đều là do Y tiểu âm đặc biệt an bài, chính vì để người chồng của mình xuất đạo. Mặc dù cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng vào kết luận đó, nhưng mà suy luận nọ đã được rất nhiều người tán đồng. Có điều rất nhiều người vẫn phát hiện một sự kiện, đó chính là bọn hắn vẫn không biết cuối cùng thì chồng của Y tiểu âm có thân phận như thế nào, bởi vì từ đầu đến cuối nàng thậm chí còn chưa từng giới thiệu tên của người nọ là gì. Mà điều ấy hình như không phải là do nàng quên mất, nó càng giống như là cố ý, có vẻ nàng cũng không muốn để người ta biết chồng nàng tên gọi là gì. Trong khi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm tìm nơi để ăn cơm, một bên khác, Ninh Nhụy nhụy cuối cùng cũng tới nơi cần đến, đó là một hòn đảo ngoài biển nhìn qua có chút hoang sơ. Thật ra cướp biển nhìn qua vẫn có rất nhiều, nhưng nhìn lại đa số các nơi đều là tảng đá, cho người ta cảm thấy trống trải, có thể nhìn thấy màu xanh lá cây, rất rất ít không hề nghi ngờ hòn đảo này không thích hợp để sinh tồn. Đương nhiên, trên cơ bản cũng có thể xem như là một hòn đảo không người, ít nhất, chắc không có chủ nhân chân chính, mà điều đấy có lẽ là nguyên nhân Ellie chọn nơi này làm căn cứ hậu cần. Nhìn xem, nơi đó chính là trụ sở tạm thời của chúng ta. Ellie chỉ chỗ cách đó không xa, đó là một khối đá to lớn, mà phía dưới tảng đá, có khe hở rất lớn, chính là một chỗ che mưa trong thiên nhiên, chúng ta đi qua trước, chắc mọi người đều ở bên trong. Eli dẫn đường ở phía trước, Ninh Nhụy Nhụy bước đi bằng đôi chân dài nghịch thiên theo sau, nàng đã biết bên trong có người, sau khi lăn lộn một hồi với Hạ Thiên, nàng đã có thể thuần thục sử dụng một chút năng lực của người tu tiên, tỉ như dò xét những người khác trên hòn đảo này, xem ra ở tình huống trước mắt, Eli không lừa nàng, tất cả mọi người ở trên đảo đều ở phía dưới tảng đá lớn kia. Dưới tảng đá lớn, có mấy lều vải, có lều vải mở ra cũng có nơi đang đóng. Tất cả mọi người ra đi. Eli hô một tiếng, sau đó lại dùng tiếng Anh hô một câu, sau đó, từ trong lều vải đi ra mấy người, mà cộng với ở bên ngoài toàn bộ có bốn người. Ba nam một nữ, cộng thêm Eli và Ninh nhụy nhụy, tất cả có sáu người, ngược lại là vừa vặn ba nam ba nữ. Ninh nhụy nhụy quét mắt bốn người kia, phát hiện chỉ có một người có nét mặt phương đông, người ấy rất gầy, vóc dáng rất cao, nhìn qua giống cùng cây trúc, bất quá, so sánh với chiều cao của Ninh nhụy nhụy, ngược lại người này cũng không tính là gì. Còn có một nam nhân khác nhìn qua chắc đến từ châu Âu, hắn có mái tóc dài, dáng dấp rất anh Tuấn, nhìn thấy ninh nhụy nhụy, hắn còn huyết sáo một tiếng, nói một từ đơn, dường như là chỉ mỹ nữ. Một nam một nữ còn lại, dường như là một cặp, bởi vì bọn hắn cùng nhau đi ra từ trong một lều vải, hai người đều có mái tóc vàng óng, nhưng chênh lệch vóc dáng rất lớn, một người nhìn qua khoảng tầm 1m9, không khác lắm với ninh nhụy nhụy, mà đổi lại người kia, đoán chừng cỡ 1m6, hai người bọn hắn ở cùng một chỗ, có lẽ chính là cái gọi là đôi đũa lệch. Vấn đề duy nhất là, người cao là nữ không phải phải nam, theo lý thuyết, nữ nhân tóc vàng kia cao gần như bằng ninh nhụy nhụy, nhưng nàng lại không có đôi chân dài như ninh nhụy nhụy, nhìn dáng người, mặc dù rất đầy đặn, ăn mặc rất lộ, nhưng tổng thể mà nói, còn kém rất xa nàng. Ninh tiểu thư, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là A Mộc, là nhân viên kỹ thuật của chúng ta, hai vị này là Gia và Terry, bọn hắn rất quen thuộc với sinh vật dưới đáy biển, còn có anh chàng đẹp trai đó, tên là Thụy Bản, am hiểu việc lặn xuống nước, đến lúc đó ngươi và Thụy Bản là nhân viên hành động chủ yếu của chúng ta, mà mấy người khác của chúng ta, chủ yếu là cung cấp phương án và ủng hộ từ xa cho các ngươi. Ellie nói đến đây, lại nhìn về mấy người kia, giới thiệu một chút về thân phận của Ninh Nhụy Nhụy. Này, chân của ngươi nhìn rất đẹp, người chào hỏi với Ninh Nhụy Nhụy chính là Lieza, cũng là nữ nhân rất cao kia, nhìn qua, nàng cảm thấy rất hứng thú với đôi chân dài nghịch thiên của nàng ấy. Ellie, vẫn nói chuyện chính sự đi, đến cùng chúng ta phải đi nơi nào. Ninh nhụy nhụy không có quá nhiều hứng thú để giao tiếp với mấy người đó, nàng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì, mà nếu như chuyện kia không thể gây nên cho nàng sự hứng thú thì nàng có thể sẽ rời khỏi sớm. Ninh tiểu thư, còn có các vị, đầu tiên ta đưa các ngươi nhìn một tấm bản đồ bảo tàng. Ellie lấy ra một tấm bản đồ rất lớn, các ngươi nhìn ngọn núi này đi chương 2005, có thể mang theo cả hắn không? Núi, Ninh nhụy nhụy khẽ nhíu mày, không phải là đáy biển sao? Sao lại thành núi? Nhưng, nàng không có vội vã đặt câu hỏi, chỉ là chờ Ellie tiếp tục giải thích. Cùng lúc đó, ở thành phố Hương Cảng, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm còn đang trên đường không chút hoang mang tiến về phía trước. Ừ, không phải là loại tay trong tay mà đi, chỉ là tiến thêm một bước, vì hắn đang ôm Y Tiểu Âm lên. Vợ Y Y, thật ra chúng ta có thể không cần ăn cơm hạ thiên cười hì hì nói vậy chúng ta trở về bệnh viện người tiếp tục làm việc y tiểu âm tức giận nói mặc dù chúng ta có thể không ăn cơm nhưng ta vẫn rất thích ăn cơm chung với vợ y y hắn vẫn cười hì hì như cũ nhưng cuối cùng vợ y y nàng muốn ăn cái gì chúng ta đã vừa mới đi qua rất nhiều quán ăn tìm chỗ yên tĩnh y tiểu âm thản nhiên nói mấy nhà hàng vừa nãy đều có người xếp hàng ta không thích thật ra vợ y y nàng thật sự muốn ăn, chúng ta đổi những người đang xếp hàng kia đi là được rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, với hắn mà nói, rõ ràng chuyện xếp hàng không là vấn đề gì. Y tiểu âm cảm thấy không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với hắn nên dứt khoát lười nói. Qua bên kia, mấy ngày trước nghe người ta nói bên trong cái hẻm nhỏ kia, còn có chút mỹ thực kinh điển. Nàng dùng ngón tay chỉ một nơi khác, sau đó hai người đã đi đến bên kia. Vợ y y, nàng có cảm thấy giống như có mấy đứa đần đi theo chúng ta không bây giờ hạ thiên mở miệng hỏi có người đi theo chúng ta ư y tiểu âm sững sờ thật sự nàng không có chú ý tới điều ấy không phải vì nàng không có lòng cảnh giác gì chỉ là khi ở chung với hạ thiên nàng thật đúng là không có lo rằng người ta có điều uy hiếp gì với nàng chỉ cần đề phòng hắn là được rồi mà nghe được hắn nói như thế y tiểu âm đã chú ý một chút sau đó nàng phát hiện dường như thật sự có người đi theo hai người không phải là phóng viên bát quái chứ. Y tiểu âm nhìn chiếc xe kia, nghĩ thầm chẳng lẽ là do nàng vừa mới thừa nhận Hạ Thiên là chồng nàng sao. Nhưng nếu như là phóng viên bát quái, nên chụp ảnh mới đúng, mà người trong chiếc xe kia, hình như không có chụp ảnh, chỉ là theo chân mà thôi. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, y tiểu âm nói, sau đó đi vào cái hẻm nhỏ kia với Hạ Thiên, nhưng vừa vào hẻm nhỏ, nàng cảm thấy tin tức mình nhận được trước đó là sai, cái ngõ hẻm nhỏ ấy chỉ có một hàng chữ, đều đóng kín cửa, hiển nhiên không có chỗ có thể ăn cơm. Vợ y y, xem ra hôm nay chúng ta không thích hợp để đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ mướn phòng. Hạ thiên cười hì hì nói. Y tiểu âm đang muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng thắng xe từ ngõ hẻm bên kia chuyển đến, quay đầu nhìn lại, chính là chiếc kia đi theo bọn hắn, xe chặn lại ở đầu ngõ nhỏ, cửa xe mở ra, hai người đi xuống. Mà một đầu ngõ nhỏ này, lúc trước có nam nhân luôn bám theo bọn họ, cũng đi tới. Y tiểu thư, người tự mình lên xe, hay muốn ta ép buộc ngươi lên? Một nam nhân nói chuyện. Trong lúc nhất thời, y tiểu âm cảm thấy có chút giở khóc dở cười, lại có người muốn bắt cóc nàng sao? Có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác, bây giờ chẳng những y tiểu âm không có không vui, ngược lại còn có một chút muốn chơi đùa, nàng nhìn thấy nam nhân kia, mở miệng nói, mặc dù ta không biết các người muốn mang ta đi nơi nào, nhưng ta có thể mang theo hắn đi cùng được không? Y tiểu âm dùng ngón tay chỉ vào hạ thiên, giọng nói tất nhiên là đặc biệt bình tĩnh. Vẫn là vợ y y thương ta, bị người ta bắt cóc cũng sẽ mang ta theo. Hạ thiên cười hì hì ở bên cạnh, bộ dáng của hắn vẫn rất vui vẻ. Ngược lại bốn tên bắt cóc kia, bây giờ có chút ngạc nhiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên không phản ứng kịp, nhắc tới mấy người này không có kinh nghiệm bắt cóc người khác, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối tượng bị trói bình tĩnh đến như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người còn muốn mang bạn theo. Vốn theo lý thuyết, trói một người cũng là trói, trói hai người cũng là trói, mang thêm một người không phải chuyện gì xấu, nhưng bây giờ, y tiểu âm chủ động yêu cầu mang theo một nam nhân, bọn hắn cảm thấy không thích hợp. "Y tiểu thư, mục tiêu của chúng ta chỉ là ngươi, về phần hắn thì không được." Nam nhân vừa mới nói chuyện kia lại mở miệng người ấy là thủ lĩnh chuyên lên tiếng trong đám người này. Vậy các người muốn đem theo ta như thế nào? Y tiểu âm thuận miệng hỏi. Này, những đứa đần các ngươi có phải có bệnh hay không? Hạ thiên bất mãn, các người bắt cóc vợ y y mà không mang theo ta, một mình ta rất nhảm chán, vợ y y phải chơi với ta. Y tiểu thư, chúng ta không muốn mang theo nam nhân của ngươi, về phần hắn. Nói chuyện vẫn là người lên tiếng đó, hắn vung tay lên, giải quyết hắn. A, à, Rõ ràng đó không phải là người lên tiếng, mà một người có thể ra lệnh chân chính. Hắn ra lệnh như thế, ba nam nhân khác đã cùng nhau hành động, bọn hắn phóng tới Hạ Thiên, hiển nhiên muốn ra tay, cái gọi là giải quyết, nhìn qua thật sự là muốn giết chết người kia. Chương 2006: Ăn tối. A! Á! A! Ba tiếng kêu rên đau đớn dường như đồng thời phát ra, trong nháy mắt ba người ấy lăn lộn đau đớn đến độ không chịu nổi ngã trên mặt đất bị Hạ Thiên tùy ý đạp mỗi người bọn họ một cước, đồng thời cũng đâm một châm trên người ba người hắn. Bây giờ, ba người nọ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi đều đau, đau đến không ngừng được. Đồ ngu, các người muốn bắt cóc vợ y y mà không mang theo ta, chuyện chơi vui như thế mà không mang ta theo sao? Hạ Thiên mắng ba người một câu, sau đó nhìn về phía nam nhân kia, này, cuối cùng thằng ngu người có muốn bắt cóc chúng ta hay không? Muốn bắt cóc thì liền nhanh chóng dẫn đường hắn gạt ngã nam nhân cuối cùng xong đồng thời cũng đâm một châm trên người hắn sau đó nam nhân ấy cũng đau đớn quay cuồng trên mặt đất thuận tay ôm eo y tiểu âm hạ thiên cười hì hì vợ y y xe còn ở chỗ này chúng ta có nên đi lên hay không ngõ hẻm bên kia chiếc xe kia vẫn còn đậu ở chỗ đó mà không có gì bất ngờ xảy ra trên xe còn có người đi xem một chút đi y tiểu âm vừa nói xong đã phát hiện chiếc xe kia đột nhiên khởi động rõ ràng Cuối cùng tài xế trong xe phát hiện tình huống không thích hợp, đã bắt đầu chạy trốn. Một giây sau, chợt y tiểu âm thấy cả người mình nhẹ bẫng lên, Hạ Thiên đã bế nàng lên, sau một giây, nàng đã đi tới bên cạnh xe, thuận tay kéo ra cửa xe, dù cho xe đang chạy, hai người họ vẫn vững vàng ngồi xuống. Trong xe chỉ có một người tài xế, mà sau khi tài xế bất ngờ nhìn thấy trong xe nhiều thêm hai người, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, xe thắng gấp một cái sau đó cứ dừng xe ở ven đường như vậy, mở cửa xe, chạy như điên trên đường, hiển nhiên muốn chạy trốn. Đây là loại cướp gì đây, đạo đức nghề nghiệp cũng không có, động một chút đã chạy trốn. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn đành phải ôm y tiểu âm xuống xe, đuổi kịp tên ấy, cũng cho kẻ cướp kia một cú đá, mặt khác lại thêm một châm, sau đó, tên đó cũng lăn lộn hét thảm trên mặt đất. Được rồi, vợ y y, mặc kệ những tên cướp ngu đần đi, hay chúng ta tìm chỗ để ăn cơm đi. Hạ Thiên cảm thấy không dễ chơi, vốn hắn còn muốn xem tên ngu ngốc nào muốn bắt cóc hắn vợ y y, nhưng bây giờ cảm thấy, thật ra không phải vấn đề gì, ngược lại vợ của hắn xinh đẹp khả ái như vậy, trên thế giới này rất nhiều người đều sẽ muốn bắt cóc nàng. Bởi vì cái gọi là thêm một người thì không nhiều, thiếu một người cũng không ít, những ngày qua hắn đều ở cùng một chỗ với vợ y y, tới một người giết một người, cũng không nhất thiết phải biết rõ người chỉ huy cuối cùng đứng ở đằng sau màng là ai. Được thôi, ngược lại đều là nhân vật nhỏ y tiểu âm không thương tâm với việc đó mặc kệ người chỉ điểm bọn cướp là ai người này có thể nghĩ đến việc bắt cóc nói rõ không phải là nhân vật lớn chân chính bởi vì rõ ràng người này không hiểu rõ nàng nếu là người thật sự hiểu rõ nàng sẽ không tìm mấy tên như thế tới bắt cóc nàng dù sao nếu nàng thật sự dễ bị bắt cóc như vậy thì trong hơn 10 năm qua đã sớm bị người ta bắt cóc vô số lần này, người nhìn nơi đó có một nhà hàng hình như không có người chúng ta tới nơi đó ăn đi. Y tiểu âm lười đi tìm nhà hàng khắp nơi, nhìn thấy phía trước có quán ăn, nên chuẩn bị đi vào. Thật sự cái nhà hàng kia rất vắng vẻ, nhưng không nhất định là hương vị không tốt, bởi vì một mặt bây giờ còn chưa đến 12 giờ, thời gian có chút sớm, mặt khác, đây rõ ràng là một nhà hàng mới, không có nổi tiếng là rất bình thường. Tốt, vợ y y nàng muốn đi ăn nơi nào đều được, nhưng đột nhiên ta có một ý tưởng, không bằng chúng ta đi tới núi tuyết nấu nổi lẩu ăn đi hạ thiên cười hì hì nói ta cảm thấy cái đó chơi rất vui nhàm chán ta không đi đâu y tiểu âm liếc hạ thiên người muốn đi tới núi tuyết nấu nồi lẩu lãng mạn với ai thì tìm người khác đi ta không muốn làm loại chuyện nhàm chán đấy đợi lát nữa chúng ta còn phải làm chuyện chính đó tốt thôi vậy lần sau ta hỏi xem tiểu muội chân dài muốn đi hay không hạ thiên rất tiếc nuối hắn vừa mới cảm thấy ý nghĩ rất không tề kia dù sao chỉ là ăn cơm chơi không vui đồng thời chơi ở nơi khác mới thật sự là chơi vui, rõ ràng núi tuyết chính là một chỗ tốt có thể một bên ăn cơm một bên chơi trò chơi khác. Ừ, Hạ Thiên thích núi tuyết, nơi đó có rất nhiều ký ức tốt đẹp của hắn, không chỉ là với người vợ muội muội chân dài dạ ngọc mị, còn có vợ nữ hoàng cơ thanh ảnh, còn rất nhiều rất nhiều. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn chỉ có thể đi đến nhà hàng chân chính với vợ Y Y, hai người cùng đi vào sảnh ăn, sau đó phát hiện, phòng ăn này thật sự vắng vẻ, lúc này, một người khách cũng không có. Không chỉ không có khách, dường như nhân viên phục vụ cũng không có, qua mười mấy giây mới có một người từ bên trong đi ra, một nữ nhân hơn 30 tuổi, mới đầu nữ nhân ấy có chút kinh ngạc, sau đó lập tức có vẻ mặt tươi cười. Mời hai vị ngồi, nữ nhân bước đến chào, xin lỗi, chúng tôi mới khai trương cửa hàng kinh doanh, người phục vụ vẫn chưa đến, ta là chủ ở đây, xin hỏi hai vị muốn ăn gì? Hạ Thiên và Y Tiểu Âm tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Mà bà chủ lại nói, xin lỗi, chúng tôi thực sự chỉ là kinh doanh thử nghiệm, menu hôm nay vẫn chưa có. Người giúp chúng tôi in thực đơn vốn nên giao vào sáng nay, nhưng hiện tại vẫn chưa giao, ta cũng không thể đi được, cho nên tạm thời không có thực đơn, nhưng ở đây chúng tôi có tất cả các loại món ăn theo mùa, như cá, thịt bò, thịt cừu, v.v. Ta sẽ đề cử cho các ngươi vài món." Bà chủ định kể tên món ăn, nhưng y tiểu âm đã ngắt lời nàng ấy. "Không cần bà chủ, chúng tôi chỉ có hai người, người cứ xem đó mà làm, cứ làm vài món ăn đặc trưng của các ngươi là được rồi. Y tiểu âm hiển nhiên không có nhiều tâm tư thành thơi gọi đồ ăn, dẫu sao nàng và Hạ Thiên không còn là người bình thường cần phải ăn nữa, sở dĩ nàng đến đây là để lừa Hạ Thiên. Hừm, cũng không thể nói là lừa, tóm lại là cùng hắn ra ngoài. Nói cách khác, dùng từ dỗ dành sẽ thích hợp hơn. chương 2007, đi một bước tính một bước nam nhân cần phải dỗ dành, nam nhân như Hạ Thiên đặc biệt càng phải dỗ dành hơn nữa, nếu không thì sẽ luôn không nguyện ý làm việc nghiêm túc, nàng không phải là không biết điểm này, chỉ là nàng chưa bao giờ muốn dỗ dành hắn mà thôi. Y tiểu âm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không nói nên lời, con người dường như luôn thay đổi, nàng luôn cảm thấy mình không thể hòa hợp với Hạ Thiên, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, nàng luôn cảm thấy không bỏ được hận thù trong lòng, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn, Nàng dường như không cảm thấy nàng vẫn còn rất hận, cho đến bây giờ nàng là đang ghét hay đang bám vào một nguyên tắc nào đó. Rất nhiều lần, nàng tự nói với bản thân, nàng chỉ vì thế giới này, nhưng nàng có thực sự vĩ đại như vậy không? Có một câu nói rằng, thế giới này không vì ai mà ngừng quay, thật ra theo ý kiến của y tiểu âm, câu ấy không hoàn toàn chính xác, bởi vì xét về khả năng của người tu tiên, nếu không có ai thực sự bảo vệ thế giới, thế giới này có thể sẽ thực sự biến mất hoàn toàn nhưng thật ra nàng vẫn hiểu rõ một chuyện nơi đây có lẽ không thể không có hắn nhưng thực ra có thể không có nàng vậy đến cùng nàng là vì thế giới này hay vì bản thân vợ y y nàng đang nghĩ gì vậy giọng của hắn lại vang lên thực ra ta đang ở ngay trước mặt nàng nàng không cần nghĩ đến ta đâu y tiểu âm giật mình tỉnh lại nàng biết mình vừa nãy có chút xuất thần mà nàng cũng không bắt bẻ hắn tuy hắn đang ở ngay trước mặt nhưng vừa rồi nàng thực sự là đang nghĩ về hắn người có tin tức về a cửu không y tiểu âm quyết định thay đổi chủ đề mà nàng cũng đã không liên lạc với a cửu trong một thời gian rồi không có cửu nha đầu quá không nghe lời không biết nàng ấy đã đi đâu rồi hạ thiên thực sự cũng không có tin tức gì về a cửu nhưng hắn cũng không thực sự quan tâm đến chuyện đó nàng không tiếp tục hỏi nữa thực ra nàng chỉ tạm thời tìm một chủ đề chuyển hướng sự chú ý mà thôi vợ y y nàng ngẩn người trông thật xinh đẹp hạ thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng hắn còn khen ngợi nàng một câu ta vẫn luôn xinh đẹp y tiểu âm hừ nhẹ một tiếng nàng vẫn có sự tự tin này vợ y y nàng nói gì cũng đúng hạ thiên cười hì hì y tiểu âm không nói gì thêm mà bà chủ rất nhanh đã bắt đầu dọn đồ ăn ra hạ thiên bắt đầu trực tiếp ăn sau đó nói với nàng vợ y y đồ ăn ở đây ăn khá ngon nàng cũng thử chút đi nàng cũng không trì hoãn nàng quyết định ăn để chuyển hướng sự chú ý, nếu không trong đầu nàng sẽ nghĩ quá nhiều chuyện. Cứ như vậy, suốt một tiếng đồng hồ sau, y tiểu âm ở đó ăn không ngừng, ăn còn rất nhanh, mỗi lần bà chủ mang món ăn đến, đều phát hiện đĩa trước đã trống không, cho nên sau một tiếng, nàng dường như đã tự mình ăn mấy chục món, ngược lại hắn thật ra căn bản không ăn gì. Ừm, um, xin lỗi, chúng tôi đang kinh doanh thử, nguyên liệu không đủ cho nên đây, đây là đĩa cuối cùng. Bà chủ trông có vẻ ái náy, Trước đó bà đã khẳng định có đủ loại món ăn và thịt theo mùa, nhưng rõ ràng là không phải như vậy, bây giờ họ không biết nấu món gì nữa. Không sao đâu, ta ăn no rồi, không cần phải phục vụ thêm nữa. Y tiểu âm đáp, bao nhiêu tiền, tính tiền đi. Ồ, được được, bà chủ lấy tới một danh sách, sau đó bắt đầu tính toán, cuối cùng đưa ra đáp án, ừm, tổng cộng là 1890, ta sẽ giảm giá cho các ngươi, lấy 1000 tơ tám thôi. Y tiểu âm không nói gì, nhanh chóng thanh toán tiền sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, hắn đương nhiên cũng đi theo. Vừa rồi ngươi không ăn gì cả, ngươi muốn đổi chỗ ăn tiếp không? Y tiểu âm hỏi, mặc dù nàng cắm đầu ăn đồ một mình nhưng không phải nàng không biết hắn đang làm gì, vừa rồi ra hỏa ấy nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng cảm thấy bối rối, còn có chút khó chịu. Nàng biết Hạ Thiên muốn gì, hơn nữa nàng biết rõ hơn là, muốn để tình hình hiện tại cứ như thế vậy là không dễ dàng gì. Nhất là nàng ngày đêm dây dưa với hắn, không thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng thực sự không muốn chuyện đó xảy ra, đối với nàng, đó dường như là một bóng ma không bao giờ có thể phai mờ, mặc dù đã trôi qua suốt 10 năm, nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nàng. Bỏ đi, đi một bước nhìn một bước vậy, Nghi Tiểu Âm quyết định trước tiên không nghĩ về những chuyện đó, dù sao thực ra thì Triệu Vũ Cơ vẫn còn trên thế giới này, còn có Ninh Nhụy Nhụy, thậm chí cả Lam Y Nhân hử. Y tiểu âm đột nhiên nhận ra, nàng không nên ở vọng cảng, nếu trong những ngày này nàng cần giải quyết những chuyện ấy với Hạ Thiên, vậy sao phải nhất định ở lại vọng cảng chứ? Đi Giang Hải không tốt sao? Đến Giang Hải thì sẽ có làm y nhân và tô bối bối ở đó, như vậy Hạ Thiên sẽ không quấn lấy nàng cả ngày, nàng cũng sẽ không phải lo lắng về chuyện kia cả ngày. Trước đây nàng chỉ quen ở vọng cảng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình nên thay đổi thói quen đó, Trước đây nàng bài xích Giang Hải vì có Hạ Thiên ở đó, bây giờ nàng cảm thấy đi Giang Hải thực sự là lựa chọn tốt nhất bây giờ. "Vợ y y, ta không đói, ta không cần ăn." Giọng của Hạ Thiên truyền đến tai Y Tiểu Âm, cũng khiến cho nàng lần nữa tỉnh lại, sau đó nàng lập tức nhìn Hạ Thiên, hỏi: "Ta muốn thảo luận với ngươi một chuyện, chúng ta đi Giang Hải được không?" "Vợ y y, nàng không muốn ở đây nữa sao?" Trông Hạ Thiên hơi lạ. Chương 2008: Có người thách đấu bây giờ mọi người đều biết ta đang ở vọng cảng loại chuyện như trước đó vẫn có khả năng xảy ra mặc dù không phải là không còn cách giải quyết nhưng ta cảm thấy vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn chúng ta đi giang hải nhưng không cần nói cho người khác biết chúng ta ở bên kia người đi tập đoàn thần y tìm một chỗ chúng ta ở đó xử lý những hình ảnh kia là được y tiểu âm tìm một cái lý do mặc dù mới nghe qua thì cảm thấy lý do rất hợp lý nhưng bản thân nàng rõ ràng thật ra cũng không phải là vì nguyên nhân ấy ừ thật ra ta cũng quá thích nơi đây vậy chúng ta lập tức trở về giang hải đi hạ thiên không có ý kiến gì về việc này nếu so sánh thì hắn đúng là thích giang hải hơn bên kia có nhiều người hắn quen biết còn có vợ tiểu y y và bố nha đầu ở đó suy nghĩ một chút đã có một thời gian hắn chưa gặp được các nàng rồi đúng thật là có chút nhớ cả hai vậy chúng ta trở về bệnh viện thu thập một chút sau đó xuất phát đi giang hải ngay trong hôm nay y tiểu âm lập tức đưa ra quyết định Nàng không muốn kéo dài, nhanh chóng hành động. Hạ Thiên không hề có ý kiến gì, hai người rất nhanh trở lại bệnh viện Y Nhân Các, Y Tiểu Âm bắt đầu thu thập hành lý, mà thật ra nàng cũng không cần phải thu thập bao nhiêu, chủ yếu là mang theo hệ thống dùng để khảo hạch qua bên kia, tiếp đó là một ít đồ dùng cá nhân. Cuối cùng, Y Tiểu Âm cũng chỉ mang theo một cái dương hành lý nhỏ, thu thập xong xuôi thì nàng gọi phó viện trưởng thường vụ ở bên này tới bàn giao một chút việc, sau đó xách theo hành lý rời đi với Hạ Thiên ừm, nhìn giống như hai người đang đi hưởng tuần trăng mật. Ít nhất thì suy nghĩ trong đầu của vị phó viện trưởng thường vụ kia là như thế, dù sao thì y tiểu âm mới vừa thừa nhận Hạ Thiên là chồng của mình, cho nên người khác chỉ cho rằng hai người bọn hắn là mới vừa kết hôn. Ngay khi y tiểu âm và Hạ Thiên mới vừa đi ra bệnh viện, chuẩn bị rời đi thì nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Y tiên tiểu thư, người đây là muốn lâm trận bỏ chạy sao? giọng nói ấy chứa sự khiêu khích và trào phúng quá mức rõ ràng làm cho y tiểu âm có chút kinh ngạc. Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó thấy được một người nam nhân trung niên, người đấy mặc trường bào, còn để một tròm dâu, nhìn qua đặc biệt quái dị, mà lúc này còn có rất nhiều người ở phía sau hắn, không ít người cầm điện thoại di động, thậm chí là camera để quay phim chụp hình, nhìn tình huống có vẻ rất là to lớn. Người là ai? Y tiểu âm có chút cau mày nhìn nam nhân mặc trường bào, vốn dĩ khi nhìn thấy trang phục của người này đã làm nàng theo bản năng liên tưởng đến người tu tiên, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, trên người của nam nhân này cũng không có bất kỳ khí thức nào của người tu tiên, xem ra đối phương chỉ là một người cố ý ăn mặc không giống người bình thường. Chỉ có một điều, y tiểu âm thật sự không biết người đó là ai, cũng không biết người này tới đây với mục đích gì, còn cái gọi là lâm trận bỏ chạy gì đó càng làm cho nàng cảm thấy chẳng hiểu gì cả. Y tiên tiểu thư, nghe đồn rằng ngươi không coi ai ra gì, Xem ra quả nhiên là không sai, thậm chí ngay cả trung y thiên tài Trương đại sư ta đây đại danh đỉnh đỉnh mà ngươi cũng không nhận ra. Ngươi như vậy mà cũng muốn đại biểu cho giới trung y, chẳng lẽ không cảm thấy bản thân không biết tự lượng sức sao? Nam nhân mặc trường bảo hiện lên vẻ mặt kiêu căng, giọng điệu kia càng làm cho người ta dở khóc dở cười. Đại danh đỉnh đỉnh, trung y thiên tài, Trương đại sư. Nếu như người khác nói những lời ấy thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chính miệng nói ra lại là chuyện khác. Nghe thế nào cũng cảm thấy như là tự thổi phồng bản thân, mà vừa nhìn vị Trương đại sư kia đã mang đến cho người khác cảm giác như là một kẻ lừa đảo. "Vợ Y Y, có phải cái tên ngu mốc đó muốn ăn đòn không?" Hạ Thiên lên tiếng hỏi, bây giờ hắn đã muốn đi qua đánh tên ngu mốc kia một trận, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên hỏi ý kiến của vợ Y Y trước, dù sao thì hiện giờ có vẻ tâm trạng của nàng không phải đặc biệt tốt. Y tiểu âm còn chưa lên tiếng thì bốn phía đã là một mảnh xôn xao. Người này chính là Trương đại sư kia sao? Cái tên đầu ngập nước vào mới vừa nói muốn khiêu chiến với y tiên tiểu thư ở trên mạng. Đúng là hắn rồi, Đậu xanh, vừa nhìn tên nọ đã biết hắn là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo, người như vậy mà còn đòi là trung y thiên tài. Mẹ nó, bởi vì những kẻ lừa đảo ấy mà trung y mới mang tiếng xấu, người xem y tiên tiểu thư người ta mới thật sự là trung y, siêu lợi hại một đám người bàn tán xôn xao còn có người hét to về phía tên trương đại sư kia tên lừa đảo chết tiệt mau cút xéo khỏi đây nghe thấy bốn phía bàn tán y tiểu âm cũng đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra y tiểu thư trước đây không lâu người này còn buông lời khiêu chiến với cô ở trên mạng còn nói muốn tới tận cửa chúng ta cảm thấy hắn chỉ là muốn lăng xê cho nên cũng không để ý không ngờ hắn thật đúng là tới đây một người đi tới bên cạnh y tiểu âm nhỏ giọng giải thích, hay chúng ta gọi người tới đuổi hắn đi? Không sao, để ta xử lý. Y tiểu âm đáp lại với một giọng điệu bình tĩnh, nếu lần này, ta thật sự không quan tâm tới hắn, như vậy hắn sẽ còn tiếp tục lang xê, nói cái gì mà ta sợ hắn. Vợ y y, thật ra thứ ngu ngốc như vậy đánh một trận là tốt rồi. Hạ thiên ở bên cạnh đưa ra kiến nghị. Người đừng nhúng tay vào, ta sẽ đích thân xử lý y tiểu âm giao hành lý cho Hạ Thiên, người cầm giúp ta một chút. Hạ Thiên nghe lời sách hành lý trong tay, y tiểu âm thì đi tới trước vài bước, sau đó nói, cho tới bây giờ, ta chưa từng nói mình là đại biểu cho giới trung y, ta chỉ đại biểu cho chính mình và y nhân các của ta. Nhưng loại người như người cũng đừng nhắc lên quan hệ gì với trung y chúng ta, mặc kệ trung y hay tây y, chúng ta đều là bác sĩ, mà bác sĩ sẽ dùng y thuật để nói chuyện. Trường 2009, hắn mới là thần y đệ nhất thiên hạ. Không sai, y tiên tiểu thư nói rất đúng. Bác sĩ đương nhiên là nói chuyện bằng y thuật rồi, tên ngốc kia chính là tới đây để lăng xê. Tên đó rõ ràng là tới đây ăn vạ, muốn ké danh tiếng của y tiên tiểu thư chúng ta. Ta nói cho các người biết, nghe nói tên trương đại sư đã lừa gạt rất nhiều người, làm cái gì gọi là trung y dưỡng sinh. Mẹ nó, ta hận nhất loại người ấy, đã lừa tiền còn làm hư danh tiếng của trung y. Quần chúng vây xem nhau nhau tỏ vẻ ủng hộ y tiểu âm, thế nhưng tên được gọi là Trương đại sư kia lại không hề cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt vẫn rất phách lối. Y tiên tiểu thư, người nói rất đúng, bác sĩ đúng là dựa vào y thuật để nói chuyện, cho nên bây giờ chính là thời điểm mà chúng ta tỉ thí y thuật, xem coi ai trong chúng ta mới là bác sĩ chân chính. Trương đại sư vung tay lên, bây giờ ta đứng trước mặt y tiên tiểu thư hỏi một câu, người dám tiếp nhận lời khiêu chiến y thuật của ta sao? ta vốn dĩ không quá để ý tới loại vai hề nhảy nhót như ngươi. Y tiểu âm lên tiếng, có điều nàng còn chưa nói xong thì đã bị đánh gãy. Vợ y y à, hiện giờ nàng cũng không cần để ý tới mấy tên ngu ngốc như vậy đâu, để hắn cho ta đi, cùng lắm thì ta không đánh hắn là được rồi. Hạ thiên nói chuyện, nè, tên kém thông minh kia, người muốn khiêu chiến y thuật đúng không? Tới đây, ta và ngươi so tài, vợ y y nhà ta không rảnh đi để ý tới loại ngu ngốc như ngươi đâu ngươi, trương đại sư nhìn Hạ Thiên, ta không biết ngươi là ai, nhưng một nhân vật nhỏ như ngươi căn bản không có tư cách tỉ thí y thuật với ta. Với thân phận trương đại sư của mình, nếu như thứ chó mèo nào cũng đòi tỉ thí y thuật với ta, như vậy không phải là mệt chết ta rồi sao? Ngu ngốc, ngươi có so tài hay không? Không so thì cút, đừng tới làm phiền vợ của ta. Nếu không phải Hạ Thiên đã đồng ý với y tiểu âm không đánh người, chỉ sợ hiện tại hắn đã động thủ rồi. Y tiên tiểu thư, Ý của ngươi là ngươi không dám so tài với ta, mà để cho một người như vậy đứng ra thay thế mình." Trương đại sư nhìn về phía Y tiểu âm, thái độ vẫn đầy vẻ khiêu khích có phải ngươi cho rằng dù hắn có thua thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi đúng không? Dù sao thì tên ấy chỉ là loại vô danh tiểu tốt. Ngươi cảm thấy hắn là hạng vô danh tiểu tốt chẳng qua vì kiến thức của ngươi còn quá ít thôi." Y tiểu âm điềm tĩnh đáp, trong giọng nói còn có một tia trào phúng nhàn nhạt, "Trương đại sư đúng không?" ta nghe trong giới có người bàn tán rằng ngươi vẫn luôn thổi phồng y thuật của mình là đệ nhất thiên hạ, nói rằng mình nắm giữ tinh túy trị bệnh trung y, nếu đã như thế thì ngươi so tải với hạ thiên đi. Y tiểu âm quét nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục nói, chắc Trương Đại Sư đã tìm rất nhiều người tới đây phát sóng trực tiếp đúng không? Ta cảm thấy mình cần phải giới thiệu một chút, bây giờ ta chính thức giới thiệu cho mọi người biết, đây là chồng của ta, hắn tên là Hạ Thiên, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên Trong Đệ Nhất Thiên Hạ, y thuật của hắn tốt hơn ta rất nhiều, mà hắn mới là thần y đệ nhất thiên hạ chân chính. Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người biết tới hắn, chẳng qua bây giờ có thể rất nhiều người đã quên, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng hắn vẫn là thần y đệ nhất thiên hạ chân chính. Hạ Thiên, đây chính là tên của chồng của y tiên tiểu thư à. Thần y đệ nhất thiên hạ, ta chưa từng nghe nói tới người này trước đây. Không thể nào, lợi hại như vậy theo lý thuyết thì y tiên tiểu thư không có khả năng gạt người, nhưng gia hỏa ấy nhìn cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Có thần y nào trẻ tuổi tới như vậy sao? Nhưng xem ra hắn thật đúng là chồng của y tiên tiểu thư, chuyện kia chắc chắn không sai được. Quần chúng vây xem bàn tán ẩm ý, mà hiện tại, người đang bàn tán cũng không chỉ là quần chúng vây xem ở hiện trường, đúng như những gì mà y tiểu âm vừa nói, lúc này cũng có rất nhiều người xem ở trên mạng dù sao thì cái người gọi là Trương Đại Sư kia vì gây tiếng vang đã làm tuyên truyền rất nhiều, còn cố ý tìm một ít chủ bá và truyền thông tới hiện trường phát sóng trực tiếp. Y tiên tiểu thư thật là quá xinh đẹp, không hổ là tiên nữ. Đậu xanh, tiên nữ đã có chủ rồi, tên vương bát đản nào có vận khí tốt như vậy chứ? Hạ thiên, hạ thiên là ai vậy? Mẹ nó, ta còn có tên là Đông Thiên đây, tại sao đến giờ ta vẫn không tìm được tiên nữ làm vợ chứ? Ngay cả bạn trai mà ta cũng không tìm được, đừng nói gì bạn gái. Nhưng cái danh xưng thần y đệ nhất thiên hạ kia có hơi hoa trương quá không? Ta có chút không tin. Ta tin, người xem y tiên tiểu thư người ta chính là nữ thần y đệ nhất thiên hạ, người có thể ở trên nàng đương nhiên là thần y đệ nhất thiên hạ rồi. Người nói vậy cũng chưa đúng nha, nói không chừng y tiên tiểu thư thích ở trên. Đám lưu manh mấy người nói phía trên phía dưới cái gì hả? Đừng có mà vũ nhục nữ thần của ta. Thật ra bọn hắn nói cũng đúng, không nhất định là phía trên hay là phía dưới, cũng có thể là phía sau. Mẹ nó, có ngon thì ra mặt đi, lão tử muốn so lo với ngươi. Trên mạng rất náo nhiệt, thậm chí có người còn hẹn gặp mặt đánh nhau, đương nhiên, phần lớn cái gọi là hẹn đánh nhau đều là nói cho sướng miệng, không có bao nhiêu là sự thật, dù sao thì cách màn hình, tên hèn nhát cũng có thể trở nên rất lớn gan. Đúng lúc này thì giọng nói êm tai của y tiểu âm lại truyền vào trong tai mỗi người một lần nữa, vị trương đại sư kia, nếu như ngươi nhất định phải so tải y thuật gì đó thì có thể tìm chồng ta. Nếu như hắn thua thì ta sẽ thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta, còn nữa, ta khuyên ngươi muốn so thì cũng nên nhanh một chút, tính tình của chồng ta không quá tốt, hắn sẽ không kiên nhẫn giống như ta đâu. Vợ y y, nếu nàng chịu gọi ta là chồng thêm vài lần nữa, như vậy tính tình của ta sẽ tốt hơn nha. Lúc này, hắn đứng ở bên cạnh cười hì hì nói một câu. Bây giờ tâm trạng của Hạ Thiên thật đúng là không tệ, cô vợ y y luôn luôn không chịu nghe lời này, lúc trước nàng ấy vẫn không quá nguyện ý thừa nhận mình là vợ của hắn trước mặt người khác. Thế mà lần này nàng lại chủ động giới thiệu hắn với tất cả mọi người, điều đó làm hắn cảm thấy cơ hội ôn chuyện cũ với vợ y y cũng không còn xa nữa. Cho nên dù gặp phải một tên ngu ngốc như Trương Đại Sư thì Hạ Thiên cũng xem như là có kiên nhẫn, dù sao thì khi tâm trạng tốt lên, sự kiện nhấn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Chương 2010, thủ đoạn của kẻ lừa đảo. Nếu y tiên tiểu thư đã nói như vậy thì tốt thôi, ta sẽ tỉ thí với vị gọi là thần y đệ nhất thiên hạ đó một chút, xem coi ai mới thật sự là thần y giỏi nhất thế giới này. Trương đại sư đáp ứng, đồng thời vung tay áp ý bảo ống kính chĩa về phía Hạ Thiên, hiển nhiên, lúc này Hạ Thiên thực sự trở thành nhân vật chính. Trương đại sư nhìn Hạ Thiên lại nói, nếu như ta tới khiêu chiến, như vậy Vị đông Thiên. Ừ, không phải là Hạ Thiên thần y, ngươi nói xem phải so tài như thế nào. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết kịch bản của ngươi sao? Hạ Thiên nhìn Trương đại sư, ngươi muốn cho ta chối từ một chút, sau đó để ngươi chọn lựa biện pháp tỉ thí đúng không? Có điều tuy rằng ta biết tên ngu ngốc ngươi cố ý như vậy, nhưng ta vẫn sẽ để cho tên đần nhà ngươi lựa chọn phương thức tỉ thí, bởi vì thần y đệ nhất thiên hạ chân chính như ta có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không thua một tên ngốc như ngươi châu bò, rất giỏi. Nói hay lắm, không làm mất mặt của y tiên tiểu thư. Quả không hổ danh là nam nhân của y tiên tiểu thư, khí thế ấy xứng đáng điểm tuyệt đối. Bá khí, hạ gục tên lừa đảo chết tiệt kia đi. Bốn phía vang lên tiếng khen ngợi không ngớt, trên mạng cũng là một mảng 666 châu bò bay lên, không hề nghi ngờ, những lời vừa rồi của hạ thiên nháy mắt làm mọi người có hảo cảm với hắn. Mặc kệ ra hỏa này thật sự có bản lĩnh hay không, ít nhất thì biểu hiện trước mắt là không có chút sợ sệt nào. Nếu Hạ Thiên Thần Y tự tin về bản thân mình đến thế, vậy thì ta cũng sẽ không từ chối. Trương Đại Sư vẫn không hề đỏ mặt, lập tức tiếp lời, chắc tất cả mọi người ở đây đều biết, Trương Đại Sư ta có được danh tiếng như bây giờ chủ yếu bắt nguồn từ năng lực trị chưa bệnh cường đại của mình, chỗ mấu chốt nhất trong y thuật của ta là khi mọi người sắp nhiễm bệnh thì sẽ chữa khỏi cho họ. Bây giờ biện pháp tỉ thí chính là chúng ta sẽ lựa chọn ba người có mặt ở hiện trường, đây là ba người có khả năng sẽ phát bệnh trong vòng một tháng tới, ta sẽ chữa khỏi cho bọn hắn trước thời gian đó. Đậu xanh, chuyện nọ làm sao mà so tài được chứ? Có người không khỏi la một câu. Mọi người hãy nghe ta nói hết đã. Giọng nói của Trương Đại Sư lại vang lên lần nữa, ta và vị hạ thần y đây mỗi người sẽ lựa chọn ra ba người chị chưa bệnh, một tháng sau chúng ta sẽ đi xem ba người ấy, nếu như bên nào có người sinh bệnh, như vậy bên đó xem như là thua cuộc trong lúc nhất thời đám người nghe mà trợn mắt há hốc mồm chuyện cái quỷ gì vậy thế mà cũng gọi là tỉ thí y thuật cũng có người không nhịn được khen ngợi kẻ lừa đảo quả nhiên vẫn là kẻ lừa đảo tiêu chuẩn của chiêu thức lừa gạt đấy còn rất cao minh với loại phương pháp tỉ thí như vậy coi như có thua thì hiện tại cũng không nhìn ra kết quả gì mà trong thời gian đó thì tên lừa đảo này cũng đã kiếm đủ danh tiếng rồi chẳng trách tại sao hắn lại dám đến đây tốt thôi so tài như vậy cũng được Hạ Thiên lập tức đáp ứng, trong lúc nhất thời, đám người có chút sướng sờ, đầu của gia hỏa kia có phải bị nước vào hay chính hắn cũng là một kẻ lừa đảo. Mà nếu như cả hai đều là kẻ lừa đảo, như vậy có phải hai tên đấy đang hợp tác diễn kịch không? Bởi vì nếu ở trong tình huống bình thường, sẽ không có ai đáp ứng phương pháp tỉ thí thái quá như vậy. Quả thật không hổ là thần y đệ nhất thiên hạ, hạ thần y đúng là rất tự tin. Trương Đại Sư bắt đầu thổi phồng hạ thiên lên cao, nếu đã như thế, vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu đi bên ta sẽ lựa ra ba người trước nói đến đây trương đại sư cố ý dừng lại một chút tiếp đó bày ra dáng vẻ mới vừa phản ứng lại nếu không thì hạ thần y người tới chọn đi đến cùng chính ta chọn lựa người như vậy có vẻ không phù hợp cho lắm tên ngu ngốc người cũng biết là không thích hợp à hạ thiên lại không hề khách khí với trương đại sư nhưng không vấn đề gì người cứ việc chọn người đi ta biết người đã sớm mời đồng bọn tới đây bây giờ để kẻ hát đệm của ngươi lên sân khấu đi. Phốc, không biết ai nhịn cười không được, gia hỏa ấy cũng rất khôi hài, dù đã biết rõ ràng người khác có kẻ hát đẹp, vậy mà còn bảo người ta xuất hiện, chuyện đấy cũng thực sự không sợ thua cuộc. Quần chúng vây xem nhau nhau cảm khái, rốt cuộc là hắn quá tự tin hay thật sự là cùng một phe với tên lừa đảo kia. Không ít người nhìn về phía y tiểu âm muốn xem phản ứng của nàng là như thế nào, sau đó bọn hắn lại phát hiện nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên, nàng căn bản không hề lo lắng. Y tiểu âm đương nhiên không cảm thấy mình cần phải lo lắng, nàng đương nhiên biết rõ hắn mạnh đến mức nào. Cho tới bây giờ thì nam nhân ấy không phải là kẻ ngốc, trái lại hắn rất thông minh, cũng rất cường đại, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu rất nhiều chuyện nhưng lại không thèm quan tâm tới chúng. Cũng giống như bây giờ, tên trương đại sư kia trong mắt hắn cũng chỉ là một cái vai hề nhảy nhót, bất luận trương đại sư có mưu ma quỷ kế gì thì đều căn bản không thể là đối thủ của Hạ Thiên chương 2011, chị chưa bệnh. Không thể không thừa nhận, ra mặt của vị trương đại sư kia đặc biệt dày, cho dù bị Hạ Thiên nói mình đi tìm kẻ hát đệm thì đối phương vẫn mặt dạn mày dày bình tĩnh tìm ra ba người. Ba người ấy đều là nam nhân, già, trung niên, trẻ, một tổ hợp ba đời, một người là lão nhân hơn 60 tuổi, tiếp theo là một người trung niên chừng 40 mấy, cuối cùng là một thanh niên nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Sau đó, Trương Đại Sư bắt đầu phần biểu diễn phần của mình lão nhân này, có phải hiện giờ ngươi cảm giác cơ thể của mình vẫn còn rất tốt? Nhưng thật ra ngươi không biết, bởi vì hút thuốc thời gian dài mà ung thư phổi đã ẩn nấp trong cơ thể của ngươi, nếu như bây giờ ta không chữa bệnh cho ngươi, một tháng sau đi bệnh viện ngươi sẽ phát hiện ung thư phổi đã phát tác. Tới lúc đó ngươi có muốn trị bệnh thì cũng không kịp nữa rồi, nhưng không sao, bây giờ ta cho ngươi một bao thuốc, chính là không bệnh hoàn, nào, ngươi ăn một viên trước đi. Vị huynh đài kia, có phải từ trước tới nay, tử lượng của ngươi rất kinh người. Nhưng ngươi không biết, vì ngươi uống rượu quá độ mà lá gan đã bị tổn hại nghiêm trọng, tối đa là một tháng sau thì lá gan của ngươi sẽ xảy ra vấn đề. Không phải là ta muốn dọa ngươi, ngươi thật sự sắp mắc phải bệnh ung thư gan, bây giờ ta cho ngươi một bao thuốc, cũng là không bệnh hoàn, bảo đảm một tháng sau ngươi vẫn có thể yên tâm tiếp tục uống rượu. Tên tiểu tử này, ngươi thường xuyên thức đêm đúng không? Thức đêm thật sự không tốt cho cơ thể, sau này ngươi nên ít thức đêm hơn, Đương nhiên, người không mắc ung thư phổi cũng không phải ung thư gan, người đừng lo lắng, người không bị ung thư, nhưng tình huống của người cũng không lạc quan cho lắm, bởi vì một tháng sau người sẽ mắc bệnh tim. Bệnh tim à, thật ra có đôi khi nó còn đáng sợ hơn cả ung thư, bởi vì một khi đột nhiên phát bệnh thì rất khó qua khỏi. Có điều người cũng đừng quá lo lắng, ta cũng có thuốc chữa. Phần biểu diễn của Trương Đại Sư nhìn qua thì cũng không phải là hoàn toàn nói bệnh nói bạ uống rượu đúng là tổn hại gan, hút thuốc lá xác thật không tốt cho phổi, thức đêm cũng là có hại cho cơ thể, chỉ là mấy câu phía sau nghe có chút giật gân, còn có loại thuốc gọi là không bệnh hoàn kia, vừa nghe đã cảm thấy thứ ấy chính là thuốc giả. Không thể không nói, nghe nói lúc trước có một người bán cái gọi là thuốc viên, thực phẩm chức năng các loại còn kiếm lời rất nhiều tiền, thật không phải là bởi vì trò lừa gạt của hắn cao minh hay gì, mà đơn giản bởi vì kẻ ngốc trên thế giới này thật sự quá nhiều, mà mấy kẻ hát đệm được Trương Đại Sư mời tới cũng bắt đầu hành động. Trương Đại Sư quá lợi hại. Trương Đại Sư thực sự là thần y. Trương Đại Sư quả thật rất tuyệt vời, một viên thuốc là đã có thể phòng ngừa ung thư. Trương Đại Sư thật không hổ danh là Đại Sư, đây mới là y học Trung Quốc chân chính. Những lời tân bốc nọ nghe mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng không sao cả, bọn hắn đều là kẻ hát đệm, lấy tiền làm việc, chính bọn hắn không cảm thấy xấu hổ là được. Lại nói, dù bọn hắn thật sự xấu hổ thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần hô mấy câu là đã có thể lấy tiền rồi. Nè, mấy tên ngu ngốc các người đừng kêu nữa, nếu không mấy nam nhân bên kia đều phải nôn ra hết, người khác còn tưởng rằng bọn hắn mang thai đấy. Cuối cùng thì Hạ Thiên hơi chút không kiên nhẫn ngắt lời, những đứa kém thông minh này la hét quá giả tạo. Nghe vậy những người kia cũng thật sự lập tức ngừng lại, dù sao thì tiền đã cầm, việc được giao cũng đã làm xong, bọn hắn ước gì chỉ cần qua loa vài câu là được đương nhiên, trường đại sư của chúng ta vẫn là vẻ mặt không đổi sắc. Mặc dù hiện tại hắn đang phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra thứ này cũng có thể khống chế. Có vài thứ có thể cắt bỏ, huống chi sau này hắn còn sẽ cắt ra thành video, đến lúc đó trong video cũng chỉ có những lời khen ngợi, sẽ không có những tạp âm khác. Hạ thần y, bây giờ đến phiên ngươi, trường đại sư nhìn về phía hạ thiên, ngươi có thể lựa chọn ra ba người chị chưa bệnh, mặc kệ là ba người nào đều được. Ta không cần lựa chọn, bởi vì tên ngu ngốc nhà ngươi đã thua rồi." Hạ Thiên lười biếng nói. "Hạ thần y nói đùa, ta thật đúng là không thấy mình thua ở chỗ nào." Trương đại sư vẫn mặt không đổi sắc. Lúc này đây, coi như mỗi người đều biết Trương đại sư là kẻ lừa đảo, thế nhưng mà bọn hắn cảm thấy Trương đại sư cũng chưa nói gì sai, dựa theo những quy tắc mà vừa rồi tên kia đã nói thì hắn đúng là vẫn chưa thua. Đương nhiên hắn cũng không có chiến thắng, dù sao thì Hạ Thiên còn chưa có bắt đầu đâu không phải tên ngu ngốc người nói đã trị hết bệnh cho bọn hắn sao? Hạ Thiên nhìn Trương Đại Sư như nhìn một thằng ngốc. Vừa rồi ngươi có nói bọn hắn vốn dĩ phải một tháng sau mới phát bệnh, nhưng bây giờ bọn hắn lập tức sẽ phát bệnh, điều đó không phải cho thấy tên ngu ngốc người chữa trị thất bại sao? Lời ấy của Hạ Thần Y có chút suy đoán vô cớ. Mấy người bọn hắn đang yên đang lành, làm sao mà lại phát bệnh được? Trương Đại Sư nở nụ cười, nhưng hắn còn chưa kịp nói óng thì đã bị tiếng ho sặc sụa ngắt lời khụ khụ, một người đột nhiên ho lấy ho để, hoàn toàn không dừng lại được, trông như muốn ho cả phổi ra ngoài, mà mọi người lập tức phát hiện người đó không phải ai khác, chính là lão nhân mới vừa rồi được chuẩn đoán bệnh sẽ mắc ung thư phổi một tháng sau. Trong lúc nhất thời, đám người có chút sững sờ, chẳng lẽ lão nhân này thật sự mắc ung thư phổi, hơn nữa hiện giờ đã phát tác. Ta, ta thật sự khó chịu, bây giờ, người nam nhân trung niên kia cũng ôm bụng kêu rên, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, mà khi mọi người nhìn nơi hắn ấn, hình như thật đúng là vị trí của gan. Ta, ta cảm thấy tức ngực quá. Ngay sau đó, nam nhân trẻ tuổi còn lại cũng giơ hai tay ôm tim, vẻ mặt của hắn nhăn nhó khó chịu. Lần này, trường đại sư vẫn luôn mặt không đổi sắc cuối cùng cũng có biểu cảm khác, cái này, cái này là chuyện gì đây? Chẳng lẽ ba người kia thật sự có bệnh? Chương 2012, ta thật sự là kẻ lừa đảo. Này, sao lại thế này a? À? ho khan thành như vậy, hình như là thật sự bị bệnh rồi. Đúng vậy, còn đau tim nữa, có vẻ như cũng rất đau. Không rõ người đó có phải thật sự bị ung thư gan hay không, nhưng bây giờ chắc chắn là hắn đang có bệnh, điều đó có nghĩa trương đại sư kia là kẻ lừa đảo. Người hiểu không vậy, điều ấy còn cần phải giải thích nữa sao, trương đại sư kia chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi. Y ta là rõ ràng ít nhất theo cách này có thể chứng minh hắn là kẻ lừa đảo bốn phía bàn tán ẩm ý bây giờ mọi người đều cảm thấy ba người kia thực sự có bệnh thế là có người cố ý gọi trương đại sư trương đại sư mau chữa trị cho bọn hắn đi đúng vậy a à, trương đại sư không phải ngươi đã nói mình là thần y chân chính sao nhanh lên nha đúng thế trương đại sư ngươi không thể chữa khỏi bệnh cho bọn hắn còn không đi bổ túc một chút đi các người không hiểu trương đại sư người ta chỉ có thể chữa cho người không có bệnh khi không có bệnh mới có thể chữa trị, người bệnh thật sự vậy thì không được rồi. Có rất nhiều người trong đám đông cố ý sỉ nhục Trương Đại Sư, mà bây giờ hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào, có lẽ hắn đang không biết làm thế nào để ứng đối, bởi vì rõ ràng là chuyện đó đã hoàn toàn vượt xa kế hoạch của hắn. Khủ khủ, bây giờ, ông lão kia vẫn đang ho, hắn vừa ho vừa lấy tay che miệng, sau đó bỏ tay ra thì nhìn thấy trên tay có vết máu, hắn lập tức sợ hãi kêu lên a, ho ra máu, ta ho ra máu, Trương Đại Sư, người nhanh cứu ta. Ông cụ lao về phía Trương Đại Sư, chỉ là vừa mới vừa đi được vài bước hắn đã té ngã xuống đất, nhưng dù như vậy hắn vẫn không ngừng ho khan như cũ. Trương Đại Sư, cứu mạng, hiện tại, nam nhân trẻ tuổi kia cũng đang ôm lấy ngực rồi ngã xuống đất, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Xin lỗi, ta không thể chữa được, những người đã bị bệnh hãy đến bệnh viện đi. Cuối cùng Trương Đại Sư cũng mở miệng, vậy mà hắn thực sự lấy cái cơ đó ngay lập tức dẫn đến những tiếng la ó con mẹ nó hắn còn biết xấu hổ hay không vậy quá không cần thể diện một kẻ lừa đảo làm sao lại cần thể diện chứ chuyện ấy mẹ nó phải gọi cảnh sát đến bắt lại chứ xung quanh toàn là tiếng la mắng nhưng sắc mặt của trương đại sư vẫn không thay đổi hắn tiếp tục nói nơi đây chính là bệnh viện nếu mọi người ngã bệnh thì hãy vào bệnh viện nhưng các ngươi đều biết bệnh viện rất đắt mà ở chỗ này của ta chỉ cần mua ít thuốc uống là các ngươi có thể không cần đến bệnh viện nữa, thật ra làm như vậy các ngươi vẫn rất có lời. Ngay cả đến lúc này, Trương Đại Sư vẫn không quên bán thuốc. Không thể không nói, hắn rất lợi hại, người bình thường thực sự không có gan lớn như vậy, cũng không biết xấu hổ như vậy. Ngươi, cuối cùng ngươi đã cho ta ăn cái gì? Chính là viên thuốc kia của ngươi, sau khi ta vừa uống, bụng rất đau. Bây giờ càng ngày càng đau, ta vốn là không có bệnh, Giọng nói tức giận vang lên, lần này người nói chuyện lại là người nam nhân trung niên kia, ta chỉ cầm một ngàn để cùng ngươi diễn trò mà thôi. Đến cùng ngươi đã cho ta ăn cái gì hả? Ta cũng không uống rượu, ta không có khả năng bị ung thư gan. Ta, khổ khổ, mặc dù ta có hút thuốc, khổ khổ, nhưng tháng trước ta, khổ khổ, ta vừa mới đi chụp ích quang, khổ khổ, phổi của ta không có việc gì, khổ khổ, ta chỉ lấy, khổ khổ, 500 tệ, hiện tại. Ông cụ kia ở một bên vừa ho khan vừa nói chuyện. "Mau, mau cứu ta, ta sẽ mang 800 tệ kia trả lại cho ngươi. Ta không muốn tiền của ngươi nữa, tim của ta thật sự rất khó chịu." Nam nhân trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất cũng lên tiếng. "Con mẹ nó, đúng là lấy tiền đó. Còn phải nói gì nữa sao, nhưng chỉ có mấy trăm tệ, tên lừa đảo ấy rất keo kiệt. Hơn nữa lại còn trả cho mỗi người một cái giá khác nhau." Bốn phía lại xôn xao lần nữa. Còn trên mạng đã sớm có rất nhiều lời mắng mỏ, nhưng Trương đại sư, người có mặt ở hiện trường, lúc này hắn vẫn mạnh miệng, các ngươi đừng có nói lung tung, ta không quen các ngươi, các ngươi đừng nghĩ sẽ đe dọa được ta. Ta khinh, ông đây không nhìn nổi nữa. Trong đám người, cuối cùng cũng có người không nhịn được, xông về phía Trương đại sư đấm một cái, ông đây đánh chết ngươi, đồ lừa đảo. Đánh hắn. Cùng tiến lên. Ông đây cũng không thể nhịn được nữa. Một khi có người bắt đầu lập tức sẽ có người đi theo không phải sao ngay lập tức đã có một đám người xông tới đánh tên lừa đảo kia mặc dù trương đại sư cũng mang theo mấy người đến nhưng hiện tại những người đó đều đã bỏ chạy mất thậm chí còn có mấy người trực tiếp trả tiền bây giờ cũng không nhịn được xông thẳng lên đánh người lão già lừa đảo ấy thật sự rất đáng ghét cha chỉ có điều hiện tại cũng có mấy người vẫn đang phát sóng trực tiếp nên người theo dõi tăng mạnh bởi vì bọn hắn vừa đánh vừa phát sóng trực tiếp đây vẫn là cơ hội rất hiếm có. Mấy người các người tới đây đưa bọn hắn vào bệnh viện đi. Lúc này, y tiểu âm mới lên tiếng. Tất nhiên, lời kia của nàng là đang phân phó cho người của bệnh viện. Nàng cũng không thể để cho ba người kia thực sự chết ở cửa bệnh viện được. Đương nhiên, nàng thực sự cũng biết ba người bọn hắn sẽ không chết, nhưng bọn hắn đột nhiên trùng hợp ngã bệnh như vậy, rõ ràng là Hạ Thiên đã động tay động chân rồi. Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng, các ngươi đừng đánh ta, ta là Trương đại sư mà, a, à, thật xin lỗi, ta là kẻ lừa đảo, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thực sự là một tên lừa đảo, đầu tiên, Trương đại sư kêu cứu mạng, sau đó thì bắt đầu cầu xin sự tha thứ. Mọi người hãy kìm nén một chút, đừng gây ra án mạng, chỉ cần đưa tên lừa đảo kia đến cục cảnh sát là được rồi. Hiện tại, y tiểu âm lại nói. Nàng nói như vậy, hầu hết mọi người đều dừng lại sau đó cũng có mấy người đã thực sự kéo Trương Đại Sư từ dưới mặt đất lên, muốn đưa hắn đến cục cảnh sát. Mà sau khi mấy người bọn hắn đưa Trương Đại Sư rời đi, về cơ bản trò hề ấy coi như đã kết thúc. Chúng ta đi thôi, Y Tiểu Âm nói với Hạ Thiên một câu, mà giờ đây, rất nhiều người đột nhiên phát hiện ra một điều, đó chính là, cuối cùng Hạ Thiên có phải là thần y hay không? Dù sao, tuy rằng vừa rồi kẻ lừa đảo kia đã bị Hạ Thiên xử lý, nhưng cũng không nhìn thấy hắn thi triển y thuật, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện, mà hắn một tay cầm cái dương, một tay ôm Y Tiểu Âm, chuẩn bị bay thẳng đến Giang Hải. "Này, ban ngày, đừng bay, chạy nhanh hơn chút đi." Y Tiểu Âm không nhịn được nói, bay ở trên không rất dễ bị người khác chú ý tới, đặc biệt là bây giờ ở thế giới này còn có người tu tiên. Đối với chuyện ấy, Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì, không bay thì không bay, hắn chạy cũng rất nhanh hơn nữa hắn còn có một số chiêu thức thần kỳ có thể gọi là bộ pháp tiên thuật, hoàn toàn không để cho bất kỳ người nào có thể phát hiện ra được. Ba người vừa rồi sẽ không chết chứ, mặc dù đang chạy nhanh nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Ờ, sẽ không, trái lại là tên lừa đảo kia, có lẽ hắn sắp phải chết rồi. Hạ thiên lười biếng nói. Người cũng động tay động chân với tên lừa đảo đó sao? Y tiểu âm có chút bất ngờ. chương 2013 để hắn chết đi. Không có, vợ y y, nếu ta thật sự muốn giết hắn, trực tiếp đánh chết hắn là được rồi. Hạ thiên lười biếng nói, nhưng tên ngu ngốc lừa đảo thật sự đã ngã bệnh sắp chết, ngược lại chúng ta sẽ không chữa bệnh cho hắn, để hắn chết mà thôi. Y tiểu âm không nói gì nữa, nàng tin lời hạ thiên nói, đối với hắn mà nói, thật sự muốn đánh chết một người, e rằng hơn phân nửa là trực tiếp động thủ. Chỉ là, loại lừa đảo giống trương đại sư ấy, Căn bản trong mắt Hạ Thiên vốn không để ý, hắn không có tâm trạng quan tâm loại chuyện kia, lấy y thuật của hắn, tất nhiên một mắt cũng có thể nhìn ra Trương đại sư thật sự có bệnh. Có lẽ Trương đại sư cũng không nghĩ ra, vẫn luôn xưng là không ai hắn không thể chữa khỏi, căn bản không có cách nào không chữa bệnh cho mình, cuối cùng hắn sẽ vì vậy mà chết. Nếu như hắn không phải là lừa đảo, có lẽ còn có cơ hội để Hạ Thiên chữa bệnh cho hắn, nhưng bây giờ, chắc chắn hắn sẽ không nhúng tay. Tên đó chỉ còn một con đường chết. Nói theo một ý nghĩa nào đấy, đây là một loại nhân quả. Mà vừa rồi ba người cầm tiền giúp Trương đại sư lừa đảo, hiển nhiên thật sự chuẩn bị động tay chân, bọn hắn sẽ không chết, nhưng đoán chừng cũng sẽ tiêu hết một chút tiền chữa bệnh, mà bọn hắn kiếm được tiền từ Trương đại sư, chắc chắn là không đủ để thanh toán tiền thuốc men. Mà điều ấy xem như là một loại trừng phạt đối bọn hắn, mặc dù Hạ Thiên không có ý định như vậy, nhưng trên thực tế lại làm ra hiệu quả như thế. Có lẽ là bởi vì ôm y tiểu âm vẫn rất thoải mái, cho nên trên đường Hạ Thiên chạy không nhanh, không phải sao, chạy nửa giờ mà còn chưa tới Giang Hải. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy đang ở trên hải đảo không biết nơi nào, trên cơ bản đã biết rõ tình huống. Ellie lấy ra bản đồ bảo tàng, nghe nói là có bảo vật có lịch sử cổ xưa, mà liên quan tới bí mật của bảo tàng kia, thậm chí có thể là mấy ngàn năm, có thể trên vạn năm đã có từ trước, Mặc dù nghe vào rất thần kỳ, nhưng ít ra có thể xác định là Ellie nói thật. Mà Ellie cũng không vô duyên vô cớ tin tưởng, nàng đã từng đi tới căn cứ địa tìm kiếm, bên trong bản đồ bảo tàng chính là một ngọn núi cao, mà nghe nói phía dưới ở ngọn núi cao ấy, cất giấu bí mật có thể lật đổ vận mệnh của con người, mà một bí mật trong đó chính là bí mật về sự trường sinh của nhân loại. Từ cổ trí kim, trường sinh vẫn luôn là thứ con người theo đuổi, cho dù là hiện đại vẫn có vô số người vẫn muốn tiếp tục thực hiện mục tiêu này như cũ, cho nên, cho dù có vài lời truyền miệng nghe vào không phải đặc biệt đáng tin, nhưng có cơ hội vẫn sẽ muốn đi thử xem như cũ, giống như bản đồ bảo tàng đấy, mặc dù không có cách nào xác định phía dưới ngọn núi cao kia có bí mật hay không, nhưng bây giờ vẫn có người muốn đi thử như cũ. Dựa theo giải thích của Ellie, lần này thám hiểm bảo vật dưới đáy biển, thật ra nhận được sự giúp đỡ của kẻ có tiền nào đấy, mà người này tài trợ không ít các kỹ thuật tìm bảo vật nói trắng ra đây có khả năng là một người sắp chết có rất nhiều tiền không xài hết, tìm được một loại phương thức tiêu tiền mà thôi. Vạn nhất thật sự có thu hoạch, hắn có thể có nhiều thời gian đi tiêu tiền của mình. Đến nỗi sở dĩ Ellie có chút tin tưởng với bản đồ bảo tàng, đó chính là sự phát hiện cuối cùng của nàng, ngọn núi cao ấy thật sự tồn tại, người từng gửi cho nàng không có một ngọn núi như vậy, nhưng về sau, trên tư liệu nàng tìm được một chút ghi chép, phát hiện có ngọn núi, tương tự với điểm đỏ trên bản đồ bảo tàng nhưng, ngọn núi kia, thật ra chỉ là trong truyền thuyết, bây giờ vẫn chưa có, về sau nghiên cứu thêm một phen, cuối cùng Ellie xác định, rất có thể ngọn núi kia là vạn năm trước mới có, rồi sau đó, vỏ quả đất chuyển động, thế sự xoay vần, nước biển dâng lên, nên có khi là núi cao lúc xưa, hiện tại chìm vào đáy biển. Đối với loại phỏng đoán ấy, Ninh Nhụy Nhụy cũng đồng ý, hơn nữa, bên phía Ellie đã điều tra, hình dạng đáy biển ở nơi này, dường như chính là ngọn núi cao kia, đương nhiên, sẽ không hoàn toàn tương tự, dù sao bị nước biển hao mòn nhiều năm, vẫn là sẽ có một chút biến hóa, hơn nữa những năm qua, không phải không có những vỏ quả đất chuyển động khác. Điều đấy cần phải lặn xuống thám hiểm, chỉ có thật sự đến đáy biển mới có thể biết nơi ấy có phải là chỗ trong bản đồ bảo tàng kia hay không. Bây giờ chúng ta chia ra mấy bước, bước đầu tiên, đầu tiên chúng ta xác định nơi này có địa điểm bảo tàng hay không, nếu như có chúng ta lại tiến hành bước hành động kế tiếp. Cuối cùng Ellie nói, dưới đáy biển chủ yếu là Ninh Tiểu Thư và Thụy Bản hành động chính, hai vị có hệ số nguy hiểm cao nhất, cho nên, bây giờ hai người các ngươi cần đưa ra quyết định, nếu như các ngươi nguyện ý đi tiếp, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, đại khái ngày mai có thể thật sự bắt đầu hành động, mà nếu như hai vị muốn rời khỏi, vậy cần ký một bản hiệp nghị bảo mật với ta, sau đó mới có thể đi. Ta không có vấn đề, đi xuống xem một chút mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy đáp ứng rất sảng khoái. Nguyên nhân vẫn là câu nói kia, kẻ tài cao gan cũng lớn bây giờ nàng là người tu tiên đối với nàng mà nói đáy biển không nguy hiểm bao nhiêu mỹ nữ đã nói không thành vấn đề đương nhiên ta cũng sẽ không có vấn đề thụy bản có dung mạo rất ưu tú còn muốn trêu chọc ninh nhụy nhụy một chút vừa nói vừa nhìn nàng tinh thần phấn chấn đáng tiếc là rõ ràng nàng không có hứng thú với hắn tốt lắm ninh tiểu thư nếu ngươi cần công cụ gì bây giờ nói với ta nhanh nhất trong buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động Ellie rất cao hứng với việc này, đêm nay chúng ta cần phải nghỉ ngơi một buổi tối ở chỗ này. Thiết bị bình thường là được rồi, ta tin ngươi ở đây đã có chuẩn bị. Ninh nhụy nhụy nhìn Ellie, mặt khác, không biết nơi của ngươi có dư lều vải không. Ta dự định làm trại riêng ở bờ biển. Được, Ninh tiểu thư, ta lập tức đi lấy lều vải cho ngươi. Rõ ràng Ellie cũng có chuẩn bị thứ kia, mà Ninh nhụy nhụy có ý nghĩ muốn đợi ở bờ biển, nàng cũng không phản đối đối với nàng mà nói, Ninh Nhụy Nhụy đồng ý tham gia hoạt động, đã là thành công lớn nhất. 10 phút sau, Ninh Nhụy Nhụy dựng lên lều vải ngay ở bờ biển, sau đó, nàng chỉ ngồi ở trong lều vải một mình, hơi nhắm mắt lại, nghe thanh âm của sóng biển, nhưng bây giờ trong đầu lại hiện ra hình bóng hạ thiên. Gặp quỷ, sao ta sẽ nghĩ tới đồ lưu manh ấy chứ? Nàng lập tức có chút phiền não, chẳng lẽ bởi vì ở chung một chỗ với tên lưu manh kia quá lâu, nên trở nên quen thuộc sao? bây giờ hạ thiên không có ở đây nàng lại có chút không quen rõ ràng hạ thiên không nghĩ ra là ninh nhụy nhụy sẽ nhớ tới hắn mà lúc này hắn đã đến giang hải sau đó hắn mang theo y tiểu âm đi thẳng đến cao ốc thần y đi tới trong phòng ngủ của lam y nhân nói đến thật trùng hợp lúc này lam y nhân đang ở bên trong hơn nữa còn vừa lúc đang thay quần áo dáng người vợ tiểu y y đúng là rất tốt vợ y y, nàng có muốn cởi quần áo ra so một lần với vợ tiểu y y không? Hạ thiên thả y tiểu âm xuống thì nói một câu như vậy. chương 2014, hình như nàng đang ghen. Thật ra sự xuất hiện bất ngờ của Hạ thiên vẫn làm cho Lam y nhân sợ hết hồn, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Bây giờ, Lam y nhân chỉ mới thay quần áo được một nửa, nàng quay đầu nhìn về phía y tiểu âm sau đó nở nụ cười vũ nghị. được nha, có muốn so một chút không? ta không nhàm chán giống như các ngươi. Y tiểu âm tức giận nói, tên háo sắc hạ thiên nói những lời ấy thì thôi đi, ngay cả lam y nhân còn phụ hỏa theo nữa. Vợ y y à, tại sao nàng có thể nói chuyện đó là nhàm chán chứ? Chuyện đó chơi rất vui nha. Hạ thiên lập tức lên tiếng phản bác. Đúng rồi đó, ta cũng cảm thấy chơi rất vui. Lam y nhân cười càng thêm quyến rũ động lòng người. Y tiên tỷ, cùng tới chơi đi, dù sao thì ngươi cũng đã thừa nhận hạ thiên nhà chúng ta là chồng của ngươi ở trước mặt mọi người rồi mà. Lam y nhân nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy, hiển nhiên là nàng đã biết chuyện y tiểu âm thừa nhận hạ thiên là chồng của mình trước mặt mọi người, mà dưới cái nhìn của nàng, hơn phân nửa là quan hệ giữa y tiểu âm và hắn đã có bước tiến triển đột phá, dù sao thì nàng cũng không phải là đồ ngốc, trước đó hai người bọn họ lúc nào cũng lộ ra một cảm giác lạ lắm. Không phải sao, bây giờ cách xưng hô của Lam Y Nhân với Y Tiểu Âm cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nàng tương đối tự biết vị trí của mình, Y Tiểu Âm và Hạ Thiên đã quen biết nhau rất lâu rồi, hơn nữa hiển nhiên hắn rất để ý tới Y Tiểu Âm, Lam Y Nhân không cảm thấy bản thân có thể được sủng ái hơn nàng ấy. Nếu ông chồng kia cả ngày đều gọi nàng là Tiểu Y Y, vậy nàng dứt khoát gọi Y Tiểu Âm là Tỷ Tỷ vậy. Muốn chơi thì từ các người chơi đi, ta còn phải đi làm việc. Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, nàng không có tức giận, cũng không giải thích cái gì, chỉ là tránh thoát vòng tay ôm ấp của hắn. Tiếp đó lại nhìn Lam Y Nhân nói, ta cần một căn phòng và một màn hình lớn, cộng thêm một cái máy tính, người giúp ta sắp xếp một chút đi. Tốt thôi, nếu Y Tiên Tỷ không muốn cùng nhau chơi đùa, vậy lần sau ngươi chơi một mình với chồng nha. Lam Y Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thật ra thì bây giờ ta cũng không có thời gian ở bên chồng đâu, ta đang thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đây. Cuối cùng, Lam Y Nhân cũng mặc quần áo xong xuôi, trên người nàng là một bộ âu phục nữ chỉnh chu, giống như chuẩn bị đi tới một nơi tương đối nghiêm túc. Vợ tiểu y y, nàng muốn đi đâu vậy? Hạ thiên có chút tò mò hỏi. À, có một sự kiện hoạt động thương hội gì đó mời ta, ta đi xem một chút. Lam y nhân thuận miệng nói, chồng, anh muốn cùng đi không? Không đi, loại hoạt động ấy vừa nghe đã thấy rất nhàm chán rồi. Hạ thiên thật đúng là không có hứng thú gì với những chuyện như vậy. Được thôi, Vậy ta đi một mình." Lam Y Nhân cũng cảm thấy những loại hoạt động như vậy chẳng vui gì cả, sau đó nàng nhìn về phía Y Tiểu Âm, "Y Tiên tỷ, nếu không ta để lại gian phòng đó cho ngươi sử dụng. Ngươi có thể vừa làm chính sự vừa ở bên cạnh chồng." "Không cần, ngươi tìm cho ta một gian phòng khác là được rồi." Y Tiểu Âm lập tức cắt đứt lời của Lam Y Nhân, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, tại sao nữ nhân đó vẫn luôn suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn như thế? "Tốt thôi, Y Tiên tỷ, Người đi theo ta, Lam Y Nhân nhìn về phía Hạ Thiên rồi lại nở một nụ cười vũ nghị. Chồng à, nếu anh không có việc gì thì có thể ở chỗ này chơi một lát nha, tối nay ta sẽ trở về. Tốt thôi, Hạ Thiên đáp ứng một tiếng. Lam Y Nhân mang Y Tiểu Âm đi ra ngoài, Hạ Thiên không có đi theo, chừng 10 phút sau thì Lam Y Nhân quay trở lại. Chồng, ta đã an bài việc của Y Tiên tỷ xong cả rồi. Ừm, chưa nói xong thì miệng của Lam Y Nhân bị ngăn chặn mà quần áo nàng mới vừa mặc vào đã nhanh chóng bị cởi ra. Nửa giờ sau, chồng à, anh chờ ta gọi điện thoại một chút, thông báo người khác đi thay. Ưm, ừ, làm y nhân vẫn không thể nói cho hết câu. Một tiếng sau, rốt cuộc thì bây giờ thì ta đã biết, vì sao y tiên tỷ vẫn không chịu để cho anh chạm vào. Làm y nhân vừa mới nói một câu thì lại bị chặn miệng lần nữa. Trong phòng bắt đầu tối sầm, lại sau một lúc rất lâu hai người các ngươi chơi đủ chưa để hạ thiên ra ngoài làm việc đi một giọng nói có chút đột ngột truyền vào trong tay hai người mà người lên tiếng dĩ nhiên không ai khác ngoài y tiểu âm y tiên tỉ nếu không thì ngươi ở bên cạnh chồng một chút đi lam y nhân nói với một giọng điệu lười biếng và vô lực nếu không ta cảm thấy anh ấy sẽ không có tâm trạng để làm việc đâu vậy các ngươi tiếp tục chơi đi y tiểu âm lưu lại một câu sau đó không còn tiếng động gì nữa chồng a à, ta thấy anh vẫn nên đi giúp y tiên tỷ làm việc đi nếu không thì anh sẽ càng khó chạm vào nàng ấy hơn lam y nhân lên tiếng khuyên bảo vợ tiểu y y nàng nói như vậy là không đúng rồi ta đẹp trai như vậy chẳng mấy chốc nữa thì vợ y y sẽ nhịn không được chủ động tìm ta thôi hạ thiên cười hì hì nói ngay sau đó lại chuyển đề tài nhưng đúng là hiện giờ vợ y y đang có chuyện quan trọng ta vẫn nên đi giúp nàng ấy một tay mặc dù hắn có chút luyến tiếc rời đi nhưng hắn vẫn biết bản thân nên làm cái gì, đối với hắn mà nói thì chuyện về nghịch thiên đệ bát châm đúng là rất quan trọng, hơn nữa nó còn liên quan đến rất nhiều người, cho nên bây giờ hắn vẫn lựa chọn rời giường, cấp tốc mặc quần áo vào rồi đi sang một căn phòng khác tìm y tiểu âm. Gian phòng ấy cũng ở cùng một tầng lầu, không gian không tính là rất rộng lớn, màn hình chiếm cứ cả một bức tường đang chỉnh chiếu rất nhiều hình ảnh, thật ra thứ ấy cùng một hệ thống với những gì Hạ Thiên thấy trước đó ở văn phòng của y tiểu âm, bởi vì qua gần nửa ngày cho nên đã tích lũy rất nhiều. Vợ y y, nàng có thể nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên cười hì hì, trong phòng ấy không có giường, nhưng có đặt một chiếc ghế sofa, có thể nằm chập mắt một lúc. Người muốn nghỉ ngơi thì đi mà nghỉ ở chỗ của Lam y nhân ấy. Y tiểu âm tức giận nói, vợ y y, hình như nàng đang ghen có phải không? Hạ Thiên vẫn cười hì hì, nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại, đã bắt đầu nhanh chóng thao tác ở trên màn ảnh. Ta không có rảnh rỗi để ăn giấm của ngươi đâu, y tiểu âm hừ nhẹ một tiếng, nhưng nói thì nói như thế, nàng lại biết trong lòng mình không quá thoải mái, điều ấy không trách được nàng, ai bảo nam nhân đó một khắc trước còn ôm nàng trong lòng, thế mà vừa tới nơi đây đã lập tức lêu lỏng với Lam y nhân, bây giờ thì lại luôn mồm gọi nàng là vợ. Coi như mười mấy năm trước, nàng đã biết Hạ Thiên là một tên kỳ quái, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu. thật ra nàng cảm thấy điều kia cũng không phải là ghen tuông, chỉ cảm thấy mình không được người khác tôn trọng. bây giờ đã là buổi tối, y tiểu âm nhìn xuyên qua cửa sổ ra phía ngoài, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác trống trải không biết tên. nàng đột nhiên phát hiện mình có chút nhớ a cửu, vì chỉ khi ở bên cạnh a cửu thì nàng mới có thể thật sự giải tỏa và nói ra hết mọi thứ. mà có lẽ ở trên thế giới này cũng chỉ có a cửu là người chân chính hiểu rõ nàng. Đáng tiếc hiện giờ nàng không biết nàng ấy đang ở nơi nào, thậm chí còn không biết nàng ấy có an toàn hay không. Có đôi khi mọi chuyện cứ xảy ra một cách trùng hợp như vậy, ngay thời điểm Y Tiểu Âm nghĩ đến A Cửu thì điện thoại di động của nàng đột nhiên reo lên, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, nhưng nàng vẫn theo bản năng tiếp nhận điện thoại, sau đó nàng nghe được một giọng nói quen thuộc. "Tiểu thư, là ta đây, người gọi điện thoại tới chính là A Cửu, ta, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." chương 2015, tâm sự của A Cửu. A Cửu, người muốn hỏi cái gì? Y tiểu âm nhìn thoáng qua Hạ Thiên đang ngồi cách đó không xa, nàng vốn định đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như Hạ Thiên thật sự muốn nghe lén các nàng nói gì, cho dù nàng có đi rất xa thì hắn cũng vẫn có thể nghe được như thường. Trước đó vài ngày, bởi vì sự xuất hiện của một người tu tiên tên là Nam Cung Tú đã làm cho quan hệ giữa A Cửu và Hạ Thiên có chút không được tốt lắm, sau đó A Cửu không ở cùng một chỗ với Y Tiểu Âm nữa, mà là tiếp tục đi ngao du khắp nơi một mình, trên cơ bản giống như là nàng ấy biến mất khỏi thế giới của Y Tiểu Âm vậy. Từ nhỏ đến lớn, A Cửu vẫn luôn đi theo Y Tiểu Âm, là một người trợ thủ thân cận nhất của nàng, mặc dù trên danh nghĩa thì A Cửu là nha hoàn của nàng, nhưng trên thực tế thì hai người như là chị em ruột. Nhưng sau khi Hạ Thiên xuất hiện một lần nữa, trong lúc lơ đắng thì mối quan hệ giữa hai nàng đã xảy ra một chút thay đổi. Giống như bây giờ, hai người bỗng trở nên có chút xa lạ, không có loại thân mật giống như lúc trước, cũng không hề là loại quan hệ không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Nếu như là trước kia, A Cửu sẽ không gọi điện thoại tới hỏi chuyện y tiểu âm, thậm chí sẽ không hỏi những lời như thế mà nàng sẽ hỏi thẳng nghi vấn của mình. Rất nhiều chuyện thật sự bắt đầu thay đổi. Tiểu thư, hôm nay trước mặt mọi người ngươi đã thừa nhận Hạ Thiên là chồng của mình, ngươi cùng với hắn, có phải hai người đã? A Cửu do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cắn răng hỏi có phải bây giờ ngươi và hắn đã chân chính ở cùng một chỗ không a à cửu thật ra chuyện mà ngươi muốn hỏi có phải là ta đã ngủ với hắn hay chưa đúng không giọng nói của y tiểu âm rất bình tĩnh thật ra nàng hiểu ý của a à cửu tiểu thư ta ta chỉ là muốn biết có phải hắn lại ép buộc ngươi nữa hay không giọng nói của a à cửu có chút cổ quái còn ẩn chứa chút lo lắng a à cửu hiện giờ chúng ta đang ở tại giang hải nếu không thì ngươi qua đây một chuyến đi, chúng ta gặp mặt tâm sự. Ta cảm thấy hai ta còn có rất nhiều chuyện phải nói rõ ràng. Y tiểu âm không có trả lời thẳng vấn đề của A cửu, bây giờ, ta đang ở trong cao ốc thần y, ngươi có thể tới đây bất cứ lúc nào. Còn nếu như ngươi không muốn tới cao ốc thần y thì sau khi đến Giang Hải có thể gọi điện thoại cho ta, ta đi ra ngoài gặp ngươi. Tốt, tiểu thư, chuyện kia, vậy bây giờ ta lập tức đến đó. A cửu hơi trần chờ một chút, sau đó nàng đưa ra quyết định rồi nhanh chóng cúp điện thoại. A à, Cửu muốn đi qua đây hả? À? Hạ Thiên vừa xét duyệt hình ảnh ở trên màn hình với một tốc độ nhanh chóng mặt vừa nói, ta cảm thấy Cửu nha đầu bây giờ đặc biệt rất đáng đánh đòn, cả ngày chỉ muốn hại ta, đợi khi nào nàng ấy tới đây thì ta sẽ đánh nàng ấy một trận. Năm đó, người đã làm cái gì chẳng lẽ trong lòng không biết sao? Nghi Tiểu Âm tức giận nói, còn có, không cho phép người ức hiếp A à Cửu, dáng vẻ bây giờ của nàng cũng đều là do nàng đang trách ta sao hạ thiên có chút ngạc nhiên nhưng ta không có làm gì nàng ấy nha ta có nói là trách ngươi sao y tiểu âm chừng mắt hạ thiên một cái ta nói là tất cả đều tại ta ừ điều ấy sao có thể trách nàng được chứ hạ thiên lập tức an ủi nàng là vợ của ta mà vợ của ta mãi mãi đều là đúng cho nên vẫn không thể trách nàng nếu có sai thì đó chính là lỗi của cửu nha đầu ta lười tranh cãi với ngươi chàng mau làm việc đi Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng. Đối với suy nghĩ hoàn toàn không phân biệt phải trái của Hạ Thiên, nàng cũng lời đi tranh luận đúng sai với hắn, bởi vì căn bản là tranh luận không ra kết quả. Y Tiểu Âm không nói chuyện với Hạ Thiên nữa, mà hắn cũng thật sự nghiêm túc làm việc. Với hắn mà nói thì việc xét duyệt nội dung trong núi hình ảnh kia cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng không bao lâu lại xuất hiện một cái tình huống bất ngờ. Vợ Y Y, ở đây có chút tư liệu ta không đọc được, nàng tới phiên dịch một chút. Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng. Mà khi y tiểu âm đến gần xem thử thì phát hiện thứ kia đúng thật là có chút phiền phức, bởi vì những tài liệu ấy không phải viết bằng tiếng Trung, ừm, thậm chí cũng không phải là tiếng Anh, không biết đây là ngôn ngữ gì, nàng cũng nhận không ra. Để ta tạo một thư mục mới, cái nào ngươi không biết thì cứ bỏ vào đây trước đi. Y tiểu âm bắt đầu nhận ra mình cần phải tìm vài phiên dịch viên tới đây, bởi vì bệnh viện y nhân các trải rộng toàn thế giới, mà có chút tài liệu là do người ngoại quốc đưa tới. Y tiểu âm cũng không cảm thấy tư liệu ngoại quốc là vô dụng, nếu như bí tịch Nghịch Thiên Đệ Bát Châm đã bị lưu lạc đến thế giới này rất nhiều năm trước, như vậy hiện giờ cũng không thể loại bỏ khả năng những tư liệu đó đang nằm trên tay người ngoại quốc. Tuy nói Nghịch Thiên Đệ Bát Châm vốn không thể nào là ngôn ngữ nước ngoài, nhưng cũng rất có thể là chúng đã được phiên dịch thành phiên bản ngoại quốc. Tóm lại là, nghiên cứu một chút luôn không sai, chỉ là hơi tốn thêm chút thời gian mà thôi. Chương 2016 Ninh nhụy nhụy gặp nguy cơ. Nghi tiểu âm bắt đầu phối hợp làm việc với Hạ Thiên, có chút tư liệu tiếng Anh, thậm chí là tư liệu tiếng Tây Ban Nha nàng cũng có thể đọc được. Chỉ có một số ít bộ phận đồ vật với ngôn ngữ hiếm thấy nàng mới không nhận ra, mà sau khi nhận ra rồi thì nàng cũng có thể tự xét duyệt. Nếu gặp phải chỗ không rõ thì có thể thuận tiện hỏi Hạ Thiên, phối hợp như vậy khiến cho tốc độ trở nên chậm một chút, nhưng cũng đồng thời để cho hai người bắt đầu tạo dựng một ít sự ăn ý chân chính. Khi hai người họ ở cao ốc thần y miệt mài làm việc, ở trên một hòn đảo vô danh xa xôi, Ninh Nhụy Nhụy vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, thân là một người tu tiên, thật ra Ninh Nhụy Nhụy cũng không cần ngủ, bây giờ nàng đang ngồi thiền tu luyện, đối với người tu tiên tới nói, ngồi thiền còn tốt hơn ngủ nhiều. Đột nhiên, Ninh Nhụy Nhụy mở to hai mắt, bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân đi về phía bên này. Có một người đang đi tới lều vải của nàng, mà người đó rõ ràng là cố ý bước đi rất nhẹ hiển nhiên là người tới không có ý tốt, nếu không thì hắn cũng không cần phải lén lén lút lút như vậy. Rất nhanh người nọ đã đi đến bên cạnh lều vải, sau đó hắn cắt một lỗ nhỏ trên lều rồi thổi một ít khí thể vào bên trong, xong xuôi thì lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Đại khái đợi chừng một phút, cảm thấy thời gian cũng đủ rồi, người nọ đi đến cửa lều rồi kéo ra. Mỹ nữ, ta tới đây, người đó có chút hưng phấn, ngôn ngữ hắn nói cũng không phải là tiếng Trung, nhưng Ninh Nhụy Nhụy vẫn có thể nghe hiểu, Đương nhiên, nàng cũng đồng dạng không để cho tên này đi vào, một cước đá bay tên kia ra ngoài. A, à, một tiếng rên vang lên, tiếp theo bùm một tiếng, lại ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết có chút thê lương. Trên đảo bắt đầu có động tính, ánh đèn pin chiếu về hướng bên này, tiếng bước chân cũng trở nên có chút lộn xộn, không bao lâu thì tất cả mọi người đều xuất hiện. Ellie, một cặp nam nữ tóc vàng Lisa với Terry và Amok, ừ, Thụy Bản thì đang nằm đo ván dưới đất còn đang ở nơi đó kêu gào thảm thiết, bởi vì vừa rồi tên lén lút mò tới lều vải của Ninh Nhụy Nhụy, ý định mưu đồ bất chính với nàng chính là tên Lưu Manh Thụy bản đó. Ừm, thật ra thì hắn có chút thảm, vốn dĩ Ninh Nhụy Nhụy chỉ đá hắn bay ra bên ngoài mà thôi, cũng không làm gì hắn, nhưng khi hắn bay ra ngoài thì lại xui xẻo va vào một tảng đá nhọn, mà khí lực một cước của nàng vẫn khá lớn, cho nên tảng đá kia giống như là đao nhọn đâm vào trong cơ thể của tên kia. Ninh Tiểu Thư, có chuyện gì vậy? Ellie có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là vị thụy bản tiên sinh ấy có chút không biết tự lượng sức mình, muốn dùng thuốc mê đối phó ta, sau đó hắn tương đối gặp xui xẻo mà thôi. Ninh nhụy nhụy nói với giọng điệu bình tĩnh, Ellie, ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta có thể đi xuống đáy biển một mình. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta cảm thấy đi một người càng an toàn hơn, về phần vị thụy bản tiên sinh ấy, ta nghĩ các ngươi nên đưa hắn đi thì tốt hơn. Tốt, Ninh Tiểu Thư, Ellie gật đầu đáp lại, sau đó nàng quay sang nói với cặp nam nữ tóc vàng kia một câu, hai người đó nhanh chóng lôi Thụy Bản ra khỏi tảng đá nhọn, không để ý đối phương kêu la thảm thiết, hai người nâng hắn lên đi sang một hướng khác, cuối cùng ném hắn lên trên chiếc thuyền máy kia. Cano nhanh chóng được khởi động, lái vào trong biển rộng mênh mông, mà đám người đều trở lại lều của mình. Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục thiền trong lều vải nhưng khoảng 15 phút sau thì nàng lại nghe được tiếng động cơ của cano trở về, mà nàng có thể xác định Ellie không có đưa Thụy Bản đi bệnh viện hoặc đưa lên trên bờ, hơn phân nửa là đã ném hắn ta vào trong biển rộng. Đương nhiên, Ninh Nhụy Nhụy cũng không hề quan tâm chuyện ấy, đối với nàng mà nói, loại người như Thụy Bản có chết hay sống thì nàng cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng đúng vào lúc ấy, Ninh Nhụy Nhụy lại cảm giác được có chút không thích hợp, nàng lại mơ hồ nghe thấy một chút âm thanh, Thế nhưng âm thanh đó lại không giống như âm thanh của cano, cũng không giống như âm thanh của máy bay, mà giống như. Nàng đột nhiên cảm thấy một cô uy hiếp to lớn đánh tới, nàng lập tức nhảy dựng lên rồi xông ra lều vải, lại sau đó, nàng nhìn thấy trên mặt biển có một con thuyền đang nhanh chóng đi về phía bên này, nhưng đó cũng không phải là cano, mà là một chiếc thuyền gỗ. Một chiếc thuyền gỗ không có bất kỳ vật gì để điều khiển đang vượt gió dễ sóng lái tới đây. Mà âm thanh vừa rồi nàng nghe được chẳng qua là âm thanh của thuyền gỗ rẽ sóng. Có vài người đứng trên thuyền gỗ, người đứng đầu mặc một bộ trường bào, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà phía sau người ấy còn có hai người, mà hai người kia đều cầm súng, tổ hợp này lộ ra sự quỷ dị không nhỏ. Bởi vì Ninh Nhụy nhụy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam nhân mặc trường bào kia là người tu tiên. Một người tu tiên mang theo hai nam nhân cầm súng chuẩn bị bước lên hòn đảo này, đến cùng những người ấy muốn làm cái gì? Ninh Nhụy nhụy hít một hơi thật sâu, nàng đã bắt đầu ý thức được, kế tiếp rất có thể sẽ xảy ra một trận chiến, mà lần này Hạ Thiên lại không ở bên cạnh, nàng có thể đơn độc ứng phó người tu tiên sao? Giờ phút này, ở thành phố Giang Hải xa xôi. Hạ Thiên vẫn còn đang vội vàng làm việc, mà lúc này y tiểu âm lại nhận được một cuộc điện thoại, đương nhiên, người gọi vẫn là A Cửu. Này, A Cửu đã đến rồi, người cứ ở đây tiếp tục làm việc đi, ta đi tâm sự với nàng ấy một chút. Y Tiểu Âm nói với Hạ Thiên. Vợ Y Y, nàng đi đi, nếu như A Cửu không nghe lời, ta có thể đánh nàng ấy một trận giúp nàng nha. Hạ Thiên thuận miệng nói. Y Tiểu Âm không thèm để ý Hạ Thiên, đẩy cửa đi ra ngoài, tiếp đó nàng ngồi thang máy đi ra cao ốc thần Y. Trường 2017, không chừng một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn được như ý. Nếu so sánh với Hạ Thiên thì y tiểu âm vẫn giống người bình thường hơn, ít nhất thì mỗi lần nàng đi ra đi vào đều sử dụng cửa chính như người bình thường, mà hắn thì lại thích là leo tường nhảy cửa sổ, rất ít tiến vào từ cửa chính. Nhưng sau khi đi ra cao ốc thần y thì nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, dĩ nhiên không phải là thật sự biến mất, mà chạy tương đối nhanh, người bình thường căn bản sẽ không thấy được tốc độ nhanh như thế. Mà sở dĩ nàng phải chạy nhanh như vậy, đương nhiên vì a à, cửa cách nơi này khá xa. Rõ ràng là A Cửu không muốn ở quá gần Hạ Thiên, cho nên nàng chọn hẹn gặp ở một chỗ bên bờ sông, vào thời điểm này, ngoại trừ quán ba thì ở đây cũng chỉ còn quầy đồ nướng. Bởi vì hai người có chuyện cần tâm sự, cho nên quán ba đương nhiên không quá thích hợp, địa điểm mà hai nàng lựa chọn gặp mặt chính là một quán bán thịt nướng. Cũng không biết có phải là do tiêu hao thể lực khi chạy tới đây hay không, A Cửu đã gọi một ít đồ nướng, khi y tiểu âm đến nơi thì thấy nàng đang ăn. Bây giờ, A Cửu ăn mặc rất đơn giản, nhìn rất sạch sẽ thoải mái, áo thun quần jean, bên cạnh là một cái túi sách nhỏ, lúc trước khi nàng ấy ở bên cạnh Y tiểu âm thì tuyệt đối sẽ không ăn mặc tùy ý như vậy. Khi Y tiểu âm nhìn thấy A Cửu cầm một sâu thịt nướng ăn, lúc đó nàng đã biết, A Cửu bây giờ và A Cửu trong ấn tượng của nàng đúng là đã hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là sự biến hóa về dung nhan hay về cách ăn mặc, cũng không phải khí chất chuyển biến, mà là một loại lột xác từ trong xương cốt hoặc cũng có thể đây không phải là lột xác, mà đây mới thật sự là A Cửu. A Cửu, trông dáng vẻ bây giờ của ngươi rất tốt. Y tiểu âm ngồi xuống đối diện A Cửu, nói ra từ trong thâm tâm, có đôi lời ta chắc đã nói với ngươi, ngươi nên sống vì chính bản thân của mình, chỉ là trước đó ngươi lúc nào cũng không thể chân chính hiểu câu này, nhưng hiện giờ cuối cùng ngươi đã trở lại con người thật của mình. Tiểu thư, A Cửu lên tiếng. A Cửu, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ngươi có thể gọi tên của ta, hoặc gọi ta một tiếng y y tỷ, cái nào cũng được. Y tiểu âm cắt đứt lời của A cửu. Y y tỷ, thật ra ta cũng không biết con người thật sự của mình là như thế nào. A cửu cười nói, chỉ là đột nhiên ta cảm thấy muốn giống như những cô gái bình thường, đi dạo phố, xem điện ảnh, ăn đồ nướng, như vậy cũng không tệ lắm. Mấy ngày qua, ta đã đi xem phim một mình, đi dạo phố một mình, cũng ăn đồ nướng một mình, thỉnh thoảng sẽ có người tới lôi kéo làm quen, nhưng chỉ cần bọn hắn không động thủ động cước thì ta cũng sẽ không đánh bọn hắn. Ta cảm thấy, có lẽ như vậy mới là sinh hoạt thật sự của một người bình thường. Thật ra mỗi người đều là người bình thường, dù chúng ta có năng lực không giống với những người khác, nhưng trên bản chất thì chúng ta cũng vẫn là người bình thường mà thôi. Nghi Tiểu Âm cười nhạt một tiếng, thật ra có rất nhiều thời điểm ta cũng trở nên mê mang, ta cũng không biết con người thật sự của mình là gì. Kỳ thật trước khi tới đây ta thậm chí còn muốn lừa gạt ngươi vì ta đã định nói với ngươi rằng ta đã ngủ với Hạ Thiên, ta hy vọng nói như vậy có thể làm ngươi thật sự buông xuống. Nhưng ta vừa mới phát hiện mình cũng không cần thiết phải lừa gạt ngươi làm gì, thật ra đến bây giờ ta vẫn chưa từng ở bên hắn. Y tiểu âm nhẹ nhàng thở hắt ra, tiếp tục nói ta thừa nhận hắn là chồng ta, thật ra đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm, trên thực tế, quan hệ giữa ta và hắn đúng là rất thân mật. Trước đó ta không biết nên xử lý như thế nào với mối quan hệ kia, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, có lẽ ta và hắn giống như là một cặp vợ chồng đang cãi nhau, trên danh nghĩa thì hắn vẫn là chồng ta, nhưng ta có tha thứ cho hắn hay không thì vẫn phải xem sau này. Y y tỷ, thật ra việc mà ta muốn nói cho ngươi là trước đó ta vẫn luôn phản đối ngươi và hắn tiếp tục ở bên nhau, nhưng bây giờ ta sẽ không phản đối nữa, bởi vì ta đã ý thức được một điều, phải để cho chuyện ấy chân chính đi qua thì ngươi mới có thể hạnh phúc. Ta cử mỉm cười, hơn nữa, nói không chừng một ngày nào đó, ta cũng sẽ để cho ra hỏa kia được như ý. Hai vị mỹ nữ đang trò chuyện cái gì vậy? Bây giờ, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Y tiểu âm và A cửu đồng thời quay đầu lại, sau đó các nàng nhìn thấy có hai nam nhân đang khoác vai nhau đứng ở bên kia, nhìn qua đều có chút đứng không vững, hơn nữa cách xa nhau mấy mét mà các nàng vẫn còn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc. Hiển nhiên là hai người ấy đã uống say, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa bọn hắn vừa mới bước ra từ quán ba gần đó từ nơi này có thể nhìn thấy cách đó mấy chục mét có một quán ba. Đàm luận lý tưởng nhân sinh mà thôi. Hai vị soái ca, ta thấy các người uống quá nhiều rồi, tốt hơn nên trở về sớm một chút. A cửu đáp lại giọng điệu ấy của nàng làm cho y tiểu âm có chút bất ngờ, nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại. Bây giờ a cửu đã không phải là a cửu trước kia nữa. A cửu nói xong lời ấy còn quay sang cười khẽ với y tiểu âm, nói y y tỉ. Kỳ thật hiện tại ta ở bên ngoài một mình thường xuyên sẽ gặp phải những người như vậy, nhưng thật ra đa số những người đó cũng còn khá tốt, nói chuyện phiếm vài câu rồi bọn hắn sẽ tự động bỏ đi. Chương 2018, cách giải quyết tốt nhất. Mỹ nữ, trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng làm gì, không bằng chúng ta đi tâm sự xem làm thế nào để tạo ra con người đi ha ha ha. Một nam nhân hết nhìn A Cửu rồi lại nhìn Y Tiểu Âm, ta nói này, hai vị mỹ nữ, nếu không thì chúng ta đi mướn một phòng đi, soái ca, ta thấy người suy nghĩ hơi nhiều rồi. Hai chị em chúng ta chỉ là tới đây ăn khuya mà thôi. Chúng ta không có hứng thú với người. Người muốn tìm người mướn phòng thì cùng đi với người anh em của mình đi. Hai người các ngươi cũng chưa chắc có thể đi đến nhà, chỉ bằng mướn khách sạn ở lại một đêm sẽ an toàn hơn. A cửu không có tức giận, vẫn bình tĩnh mà nói. Đừng mà mỹ nữ, chuyện gì cũng từ từ nha. Ra cái giá đi, đại ca có tiền nam nhân kia vẫn còn không chịu buông tha thôi bỏ đi người anh em các nàng nhìn có vẻ là con gái đứng đắn người chớ có làm loạn nữa nam nhân còn lại mở miệng khuyên giải đứng đắn cái gì mà đứng đắn nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây ăn đồ nướng có thể là con gái đàng hoàng gì chứ hơn nữa dáng dấp các nàng còn xinh đẹp như vậy bên cạnh lại không có một nam nhân nào còn lâu ta mới tin cả hai là người đứng đắn còn không phải là đòi tiền sao nam nhân kia lại có vẻ không phục hai vị mỹ nữ, ca thật sự có tiền, các người muốn bao nhiêu? Năm ngàn, một vạn, nếu không thì hai người cùng một lúc đi, ta ra giá 10 vạn, đừng không hài lòng nha, ca tìm hai người mẫu cũng là giá cả kia. Người vẫn nên dẫn bạn của mình rời khỏi đây đi, A à, cửu nhìn về phía nam nhân còn lại. Được rồi, đi thôi, đừng gây chuyện, ta đã nói người ta là con gái đứng đắn rồi mà. Xem ra nam nhân ấy cũng không uống quá say, ít nhất đầu óc vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Lúc này hắn đang cố gắng lôi kéo đồng bạn trở về, nhưng mà sức lực của hắn có hạn, không dễ dàng kéo người khác đi được. Dù sao thì bây giờ, con ma men sắc tâm chưa chết kia vẫn còn không chịu đi đâu. Đậu xanh, 10 vạn cũng không được, các ngươi coi mình là ai vậy hả? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình là siêu mẫu hay minh tinh lớn à? 10 vạn không đủ đúng không? Lão tử thật sự có tiền, 100 vạn được chưa? Bây giờ cùng đi với lão tử, lão tử cho các ngươi 100 vạn. Con ma men kia còn lại nhảy không ngừng, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, thì Ra A cửu đã đứng dậy rồi đá bay hắn bằng một cước. Con ma men nó bay ra xa đến mấy mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Nam nhân còn lại vội vàng chạy tới nâng con ma men đó dậy, tiếp theo nhìn thấy cách đó không xa có một khách sạn, lập tức đỡ đồng bạn đi về phía đấy. Mà con ma men mới vừa ồn ào không ngừng, sau khi bị đạp bay thì đột nhiên trở nên thành thật, không dám tiếp tục nói gì nữa. Y y tỉ, có đôi khi ta vẫn sẽ gặp phải loại người không nói lý, lúc đó chỉ cần cho bọn hắn một cước là được rồi. Ta cửu thoáng có chút ngượng ngùng, không có cách nào, biện pháp giải quyết vấn đề của tên gia hỏa hạ thiên kia có đôi khi đúng là hữu hiệu nhất. Nếu hắn ở chỗ này thì sẽ không để cho người kia nói nhiều như vậy. Y tiểu âm nhàn nhạt nói, hạ thiên người đấy, hắn vẫn luôn rất thông minh, có điều hắn lúc nào cũng thích dùng phương thức giải quyết vấn đề thẳng thắn nhất. Y y tỉ, Thật ra ta trước đó ta vẫn cho rằng ngươi chỉ là đơn thuần hận hắn, nhưng dạo gần đây, ta suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác của ngươi đối với hắn thật ra không hẳn như thế, từ tận sâu bên trong, ngươi thậm chí còn thưởng thức hắn. ta cửu nhẹ nhàng nở nụ cười, thật ra ngươi rất thưởng thức năng lực của hắn, thưởng thức y thuật của hắn, thậm chí còn thưởng thức phương thức xử sự, sự của hắn. Nếu đổi góc độ suy nghĩ, thủ đoạn mà năm đó hắn đối phó với chúng ta, có phải là lựa chọn tốt nhất của hắn lúc ấy không? nếu chúng ta đứng ở góc độ của hắn thì sẽ làm như thế nào đó đều là chuyện quá khứ y tiểu âm khẽ gật đầu một cái ta không biết mình có phải thưởng thức hắn hay không nhưng ta chưa từng xem thường hắn bao giờ mà rất buồn cười ở chỗ thường xuyên có rất nhiều người không hiểu rõ hắn xem thường hắn cảm thấy hắn là đồ ngốc mặc dù ta cũng thường xuyên mắng hắn là bệnh tâm thần nhưng ta biết thật ra hắn không thần kinh một chút nào chỉ là đã trải qua bao nhiêu năm Hình như rất nhiều nguyên tắc của hắn cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, có đôi khi ta thậm chí còn suy nghĩ, trên thế giới này thật sự có người có thể thay đổi hắn sao? Nhưng y y tỷ, tại sao lại phải thay đổi hắn chứ? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra, thật ra ngươi càng thích hắn như bây giờ sao? A à, Cửu thở dài, trước đó ta vẫn luôn cảm thấy hắn còn không bằng cầm thú, cũng cảm thấy hắn đặc biệt lưu manh, trong đầu đều là những thứ bẩn thỉu thế nhưng một khi đã ở bên cạnh hắn lâu rồi, bất chi bất giác sẽ bị hắn ảnh hưởng. A à, cửu dừng lại một chút, tiếp tục nói, giống như mới vừa rồi, con ma men kia nói những lời ô ngôn uế ngữ, ta sẽ không tự giác nhớ tới phương thức xử lý của tên đấy, thế là ta cho con ma men đó một cước, sau đó mọi việc cứ thế đã được giải quyết xong xuôi. Đúng vậy, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, Nghi tiểu âm cũng rất bất đắc dĩ, ta đã từng cho rằng ta có thể kiên trì mười mấy năm nay, sau này cũng sẽ không có biến hóa gì. Nhưng thật ra chúng ta đã nghĩ sai một việc rồi, sở dĩ mười mấy năm qua chúng ta có thể duy trì mối quan hệ tương đối ổn định với hắn, không có xảy ra biến hóa gì, trên thực tế vì mười mấy năm qua hắn cũng không có chân chính cùng ở một chỗ với chúng ta, bây giờ mới chỉ ở chung được một thời gian ngắn thôi mà hắn đã khiến cho hai chúng ta đều. Thở ra một hơi thật dài, y tiểu âm không có tiếp tục nói nữa, mặc dù nàng vẫn có rất nhiều chuyện bất mãn hạ thiên ở sâu trong trong lòng vẫn có một sự oán niệm nào đó, thậm chí là một loại chấp niệm nào đó, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, thật ra có chút cảm giác đã không còn như cũ. Nàng sẽ không nói cho người khác biết những việc ấy, nhưng ở trước mặt A Cửu, nàng cũng không muốn giấu giếm, bởi vì nàng tin tưởng nàng ấy cũng giống như nàng, có chút cảm giác đã thay đổi, cho nên A Cửu cũng sẽ hoang mang, chỉ có bộc bạch hết những chuyện nọ thì nàng ấy mới có thể chân chính suy nghĩ cẩn thận, tiếp theo sống cuộc sống mà mình mong muốn. Y y tỉ, ăn ít đồ nướng trước đi. A cửu lại cầm lên một sâu thịt nướng rồi đưa cho y tiểu âm. Y tiểu âm tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một miếng. Giờ phút này, bên trong quán nướng, hai mỹ nhân tuyệt thế đều có vẻ hơi yên tĩnh, hình như mỗi người đều có tâm sự trong lòng. Ngay lúc này, phía trên hải đảo xa xôi, Ninh Nhụy Nhụy lại đang khẩn trương cao độ, bởi vì chiếc thuyền gỗ kia đã cập bờ. chương 2019, ai nói nàng ấy một mình? Ai? đột nhiên có người hét lên thật ra trong số ít người trên đảo rõ ràng là có người canh gác vào ban đêm nhưng đáp lại tiếng hét của người ấy là một loạt tiếng súng bằng 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 tiếng súng nổ ngay lập tức phá tan sự im lặng của hòn đảo cùng với tiếng súng nổ còn có tiếng la hét a à. mà người hét lên thực ra là người trực đêm cũng là người trước đó lái cao tốc tiếng súng và tiếng la hét đương nhiên ngay lập tức báo động cho những người khác một số người khác nhanh chóng ra khỏi lều mà chào đón họ lại là những tiếng súng khác. Bằng bằng bằng. A. À. Á. À. Sau vài tiếng hét, tiếng súng cuối cùng cũng dừng lại, ba nam nhân và nữ nhân tóc vàng Lisa và Terry và Amu tất cả đều ngã xuống dưới họng súng, họ còn chưa kịp xuống đáy biển đã bị chôn vùi trên bờ biển. Ellie vẫn còn sống, nàng đứng đó với vẻ mặt kinh hãi, hai khẩu súng nhắm vào nàng, nàng có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, đối phương dường như không có kế hoạch bắn chết nàng bản đồ kho báu ở đâu? Lúc này nam nhân mặc áo choàng lên tiếng. Ta không có, á. Ellie chỉ nói vài chữ, sau đó là một tiếng hét, người đàn ông mặc áo choàng ấy đã vung tay cắt cổ nàng. Lục soát, nam nhân mặc áo choàng vung tay lên, hai nam nhân cầm súng cũng ngay lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên là lục soát trên người Ellie, sau đó họ lục tìm kiếm trên xác của người khác, khi vẫn không tìm thấy gì, họ tiếp tục tìm kiếm trong lều. Nam nhân áo choàng đột nhiên quay lại, quát khẽ một tiếng, đi ra. Thật ra không cần kêu đi ra, người đã đi ra ngoài rồi, trong bóng tối, một mỹ nữ chân dài kiêu ngạo đứng ở đó, không phải ai khác, chính là Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy không có kinh nghiệm chiến đấu với người tu tiên, cho nên khi ba người đó đến đảo, nàng không xuất hiện ngay lập tức vì không chắc mình có thể đánh bại nam nhân mặc áo choàng đó hay không, nhưng chuyện nàng không ngờ là, ngay khi những người kia đến thì họ đã giết hết tất cả mọi người, chuyện đấy hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng không tệ, người rất xinh đẹp. Nam nhân mặc áo choàng nhìn ninh nhụy nhụy với ánh mắt thưởng thức, ta thích người tu tiên xinh đẹp. Hiển nhiên người này lập tức nhận ra ninh nhụy nhụy chính là người tu tiên, chuyện đó cũng khiến nàng càng lo lắng, nàng lờ mờ cảm thấy tu vi của người nọ cao hơn mình. Các ngươi là ai? Ninh nhụy nhụy nói, nàng không biết người này là người tu tiên thuộc về thế giới này hay đến từ thế giới khác đây. Nếu là người tu tiên đến từ thế giới khác, sao lại cộng tác với người trong thế giới này nhanh như vậy, và lại còn đang tìm kiếm bản đồ kho báu gì đó. nhưng nếu là thế giới này, theo lý thuyết, nơi đây không phải sẽ không có người tu tiên lợi hại như vậy. ngoại trừ Hạ Thiên và những người được gọi là vợ của hắn, không nên còn bất kỳ người nào như vậy chứ. muốn biết ta là ai, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời là sẽ biết ngay. nam nhân mặc áo choàng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ta thích nữ nhân xinh đẹp, cũng thích nữ nhân ngoan ngoãn. nếu ngươi vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, ta sẽ rất thích ngươi nam nhân áo choàng đột nhiên thất thanh, chỉ đứng ở nơi đó không nói lời nào, có chút kỳ quái. Ninh nhụy nhụy giật mình, chuyện, chuyện gì vậy? Tiên trường, chúng ta tìm được rồi, giọng nói truyền đến, lại là hai nam nhân cầm súng, hai người nọ dường như lúc này mới phát hiện ra ninh nhụy nhụy, gần như đồng thời giơ súng lên, chuẩn bị bắn. Nhưng lần này, tiếng súng không vang lên, hai người kia đã ngã xuống rồi, hiển nhiên là ninh nhụy nhụy đã ra tay hai nam nhân cầm súng đồng thời hét lên một tiếng ngã nằm im bặt dưới mặt đất còn nam nhân áo choàng thì đứng bất động không có bất kỳ phản ứng nào nhưng nàng đã cảm nhận được nam nhân mặc áo choàng nọ đã xảy ra vấn đề nàng đưa tay lên hất một cái vào khoảng không một cơn gió thổi qua nam nhân mặc áo choàng sau đó nam nhân mặc áo choàng kia đột nhiên ngã thẳng xuống vũ cơ tỷ là ngươi sao ninh nhụy nhụy thấp giọng hỏi không phản hồi chuyện ấy khiến ninh nhụy nhụy nghĩ mãi không hiểu nam nhân mặc áo choàng chắc phải mạnh hơn nàng, nhưng đột nhiên lại bị một người tu tiên mạnh hơn giải quyết, nhưng người đó là ai? Nếu là triệu vũ cơ, theo lý thuyết thì nàng ấy sẽ nói cho nàng mới đúng, nhưng triệu vũ cơ lại không nói gì, cho nên chắc không phải là nàng ấy đã động thủ, vậy rốt cuộc sẽ là ai? Ninh nhụy nhụy khẽ trầm ngâm một chút, quyết định không nghĩ nhiều nữa, nàng cầm lấy bản đồ kho báu từ một trong hai nam nhân cầm súng, cất đi, trầm ngâm một chút, nhảy lên tàu cao tốc, khởi động tàu cao tốc, rời khỏi hòn đảo. Chuyện vừa xảy ra khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng cảm thấy cần tìm người để bàn bạc, mà người thích hợp nhất để bàn chuyện đó với nàng rõ ràng chính là Hạ Thiên. Thành phố Giang Hải, quầy thịt nướng ven sông. Y y tỷ, ta muốn từ chức tất cả các vị trí của mình ở bệnh viện y nhân các, làm phiền ngươi giúp ta giải quyết. Bây giờ, A cửu lại lên tiếng. Được, y tiểu âm gật đầu, không cần lo, ta có để lại cho ngươi một chút cổ phần trong y nhân các, Tuy không nhiều nhưng sau này chắc chắn ngươi sẽ được sống cuộc sống áo cơm không lo, từ đó về sau ngươi không phải đi làm, muốn đi đâu chơi cũng được. Cảm ơn y y tỷ, A cửu không từ chối lòng tốt của y tiểu âm, thực ra bây giờ, ta chưa nghĩ ra nên đi đâu, thậm chí ta còn đang lưỡng lự không biết có nên đi tìm hạ thiên hay không. Không cần vội, thật ra ngày sau còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Y tiểu âm khẽ thở hắt ra, thực sự rất nhiều. A cửu gật đầu bọn họ thật sự có đủ thời gian, không cần vội vã nóng nảy như vậy. dù sao bọn họ cũng là người tu tiên, tuổi thọ còn rất dài rất dài. dù có lãng phí mấy chục năm thì đối với bọn họ vẫn không phải là vấn đề lớn. nhưng nàng thực sự muốn lãng phí hàng chục năm sao? Y Y tỷ, ta ở đây không sao. nếu ngươi muốn về với Hạ Thiên thì hiện tại có thể về. đương nhiên ngươi muốn ở đây ăn đồ nướng với ta thì cũng được. A à, Cửu lại nói, ừm, um, vậy thì ta về đây bây giờ ta quả thực là có việc người chắc cũng biết y tiểu âm gật đầu đứng lên a à cửu người có thể ăn một lúc nữa vâng y y tỉ ta thực sự vẫn chưa no a à cửu cười nhẹ y tiểu âm không nói gì nữa nhanh chóng đứng dậy rồi đột nhiên biến mất trong màn đêm ông chủ hai mươi xiên thịt dê nữa a à cửu nói được thôi ta đến ngay đây chủ quầy thịt nướng đáp lại vài phút sau những xiên thịt dê lại xuất hiện người đẹp đi ăn xiên que một mình không thấy cô đơn sao. Lại có người tới bắt chuyện, không còn cách nào, hơn nửa đêm, một mỹ nữ dáng dấp xinh đẹp như A cửu ăn xiên que bên ngoài rất dễ khiến nam nhân nảy sinh ý đồ. Đồ ngu, ai nói nàng ấy chỉ có một mình, một giọng nói bất mãn vang lên. chương 2020, muốn một lần sống vì chính mình. Người vừa mới chạy tới đến gần A cửu là thanh niên 20 tuổi tóc dài, hắn quay đầu nhìn về phía người kia, có chút không vui ta nói này người anh em biết cái gì gọi là tới trước tới sau á à, nói còn chưa dứt lời người nọ đã bay ngược ra sau sau đó trực tiếp ngã hôn mê ven đường mẹ nó sao ngươi lại đánh người ta như thế á à, chuyện gì xảy ra a à, người thanh niên tóc dài ấy còn có bạn trong đó hai người chạy ra đường kiểm tra tình huống người kia hai người khác thì phóng tới bên đây nhưng bọn hắn lập tức đều tiếp tục bay ra cùng ngã hôn mê ở ven đường làm bạn với thanh niên tóc dài kia. Thế là hai người tiếp theo không dám tới, bọn hắn xem xét thấy tình huống không đúng, vội vã kêu người thu dọn xe, sau đó lái xe đi, đến nỗi muốn đi bệnh viện thì đi chỗ khác, chỉ có chính bọn hắn biết. Này, sao ngươi lại tới đây? Cuối cùng, A Cửu cũng mở miệng, trong giọng nói lại ẩn ẩn có chút vui mừng. Cửu nha đầu, vợ y y nói ngươi nhớ ta, ta lập tức quyết định tới gặp ngươi một chút. Người tới chính là Hạ Thiên hắn ngồi xuống bên cạnh a cửu còn thuận tay ôm eo của nàng mặc dù ngươi không quá nghe lời rất muốn ăn đòn nhưng thấy ngươi nhớ tới tới ta nên ta cũng lười so đo với ngươi a cửu nhẹ nhàng thở dài y y tỉ thật tốt vợ y y cũng rất tốt nhưng không khác với ngươi lắm cũng không quá nghe lời nhưng bây giờ vợ y y nghe lời hơn trước đó rồi hạ thiên thuận miệng nói a cửu không nói gì thêm nàng đã hiểu rõ sau khi y tiểu âm mới vừa rời đi đã cố ý bảo Hạ Thiên đến đây, rõ ràng nàng ấy hiểu rõ nàng muốn gặp hắn. Sự tình đôi khi chính là kỳ quái như thế, hồi nhỏ, trong thế giới của nàng, chỉ có một người, đó chính là vị tiểu thư y tiểu âm nọ, sau này, khi lớn lên, trong thế giới của tiểu thư có nhiều thêm một người nam nhân tên là Hạ Thiên, mà trong thế giới của nàng, vẫn như cũng chỉ có tiểu thư, còn có kẻ thù của tiểu thư. Nhưng bây giờ, đột nhiên nàng phát hiện, khi nàng thống hận một người quá lâu, cũng đã làm cho người đó khắc sâu vào trong lòng mình. Sau đó, khi nàng đột nhiên không còn hận thù nữa, tình huống lập tức trở nên không giống vậy nữa. Nam nhân kia dường như lập tức trở nên đặc biệt quan trọng với nàng. ăn không? A à, cửu cầm lấy một cây xiên thịt nướng đưa đến bên miệng Hạ Thiên. cửu nha đầu, đột nhiên người đối xử tốt với ta như vậy, cảm giác có âm mưu, có phải người bỏ thuốc hay không? hắn có chút ngạc nhiên, sau đó lại cắn một cái một miếng thịt, nhưng cho dù Cửu nha đầu ngươi bỏ thuốc thì ta không sợ, dù sao ta là Thiên hạ đệ nhất thần y. Ồ, không có hạ dược, chẳng lẽ hôm nay đầu óc của Cửu nha đầu ngươi bị hư? Ngươi hy vọng ta đối xử không tốt với ngươi sao? A à, Cửu nhịn không được trừng mắt với hắn, đây là loại người gì vậy, đối xử tốt với hắn còn không được. Nhưng nàng nghĩ lại một chút, trước đó không lâu bản thân vẫn còn muốn giết Hạ Thiên, còn hận hắn thấu tận xương tủy, thậm chí hồi trước, Nam cung tú bảo nàng đối phó với Hạ Thiên nàng còn do dự, nhưng y y tỷ mới vừa nói, nam nhân này rất thông minh, những tâm tư đó của nàng, hơn phân nửa hắn đều biết, cho nên bây giờ hắn có chút hoài nghi thì cũng rất bình thường. Ồ, thật ra cửu nha đầu ngươi tốt hay không tốt với ta cũng không quan trọng, nếu đối xử tốt với ta, ta có thể đánh ngươi một trận, người đối xử không tốt với ta, ta cũng có thể đánh ngươi một trận, ngược lại, ta phải đánh ngươi một trận. Hạ Thiên Thuận miệng nói, này, người cuồng bạo lực hả, làm gì ta đối xử tốt với ngươi, ngươi cũng muốn đánh ta một trận. A à, cửu có chút tức giận, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh Y Y tỷ một trận? Còn có những người vợ kia của ngươi, có phải mỗi ngày ngươi đều đánh các nàng hay không? Ồ, đương nhiên không phải, ta chỉ thỉnh thoảng đánh các nàng. Hắn cười hì hì nói, ừ, nhưng thần tiên tỷ tỷ ta không đánh, thần tiên tỷ tỷ không chơi loại trò chơi đánh người với ta. Vợ muội muội chân dài thường xuyên bị ta đánh, hình như nàng còn rất thích. Háo sắc người ngậm miệng lại. A cửu nghe đến đây đã cảm thấy không thích hợp, đây là đánh một trận gì, rõ ràng chính là một chút chuyện không thể miêu tả, quá lưu manh. Sau đó, A cửu lập tức ý thức được, gia hỏa ấy nói tới đánh nàng một trận, chẳng lẽ là cái loại chuyện không thể miêu tả kia. Đột nhiên, nàng cảm thấy gương mặt của mình nóng lên, dường như cơ thể cũng nóng lên, nàng đã là một cái đại cô nương trưởng thành, đối với một số chuyện nào đó, hình như cũng có chút khát vọng. Nhưng đột nhiên, trong đầu nàng lại thoáng qua một hình ảnh, hình ảnh kia chính là cảnh tượng trước đây làm nàng khắc cốt ghi tâm, lại sau đó, đột nhiên cơ thể nàng lạnh đi, mà lần nữa nàng ý thức được, chuyện ấy đối với nàng mà nói, dường như là bóng tối vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt, mà chuyện đấy cũng là một loại e ngại xuất phát từ chỗ sâu trong lòng, làm cho nàng thậm chí không dám nếm thử. Cửu nha đầu ngươi sao vậy? Cơ thể vừa nóng lại vừa lạnh, bây giờ, Hạ Thiên mở miệng, ta thấy ngươi không có bị bệnh. Ta có bệnh nhưng ngươi không trị được." A Cửu mở miệng, trong giọng nói đột nhiên nhiều thêm một hương vị lạnh nhạt, tâm bệnh không có thuốc chữa. Sở Dĩ đột nhiên lạnh nhạt, vì A Cửu phát hiện, nam nhân trước mắt này chính là bóng tối cả đời nàng, nàng cảm thấy chính mình không cách nào tiêu trừ bóng hình ấy, cho dù bây giờ nàng rất thích hắn, nhưng cái bóng tối đó vẫn tồn tại như cũ. Cửu nha đầu ngươi thực sự quá ngu ngốc, trên thế giới này không có bệnh gì mà ta không chữa khỏi." Hạ Thiên cười hì hì, "Ừ ta cẩn thận giúp ngươi kiểm tra một chút. Hạ thiên thật sự nắm lấy cổ tay A cửu, bắt đầu dùng băng hỏa linh khí tìm kiếm trong cơ thể nàng, cuối cùng ra kết luận, ồ, cửu nha đầu, thật ra ngươi không có bệnh gì lớn, cái gọi là tâm bệnh kia thật ra là bệnh trong đầu, ừm, trong đầu có nhiều thứ, làm cho ngươi hiện tại không bình thường lắm, ta có thể dễ dàng giúp ngươi tiêu trừ hết. Ta tin ngươi mới là lạ đó. Trong lòng A cửu hiện lên ý nghĩ này, nàng tin hạ thiên có thể trị bệnh thần kinh hoặc bệnh tâm thần, nhưng nhắc tới loại bệnh tâm lý hắn cũng chữa được nàng thực sự không tin đặc biệt là bây giờ hắn lại còn nói trong đầu có gì như thật nàng không phải bị u não cửu nha đầu người đừng không tin trước kia vân thanh tỷ có chứng sợ bị giam cầm gì đó còn sợ nam nhân chạm vào nàng không phải đã được ta chữa khỏi sao dường như hạ thiên nhìn ra a à cửu có vẻ không tin nếu ngươi không tin bây giờ ta sẽ chữa giúp ngươi được ngươi bây giờ chữa giúp ta đi a à cửu đáp Thật sự nàng không tin, nhưng nếu như hắn có thể giải quyết bóng tối tâm lý của nàng, nàng nguyện ý thử một chút. Thật ra, trong lòng nàng vẫn là thiếu nữ, nàng muốn làm một cô gái bình thường, hy vọng sống cuộc sống bình thường, mấy chục năm qua, nàng chưa từng chân chính sống vì mình, hiện tại nàng thật sự muốn một lần làm chính mình. Ừ, Cửu Nha đầu, vậy chúng ta đi. Hạ Thiên ôm A cửu lên. Chương 2021, không cần giảm giá. Đi đâu? Ngươi chữa bệnh còn cần phải chọn một nơi đặc biệt sao? A Cửu hừ nhẹ một tiếng, không phải bệnh gì cũng chỉ cần đâm một châm là được rồi sao? Cửu nha đầu, bình thường ngươi không nghiêm túc học tập đúng không? Có vài bệnh ta vẫn cần chút thời gian mới có thể chữa. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn A Cửu, mấy năm nay ngươi đi theo vợ y y, có phải chỉ là đi chơi hay không? Nhưng không phải bây giờ ngươi cũng đã biết một chút y thuật rồi sao? Ta lười nói mò với ngươi, chờ ta trả tiền trước đã. A à, Cửu lấy điện thoại di động ra rồi hỏi, ông chủ, bao nhiêu tiền vậy? 380 ngàn, người có thể quét mã hoặc trả tiền mặt. Ông chủ tính toán chút rồi lấy ra một cái mã QR. A à, Cửu quét mã QR, thanh toán tiền, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên nói, này, người muốn đi đâu? Đừng nói với ta là đến cao ốc thần y đấy, ta sẽ không đến đó đâu. Cửu nha đầu, mặc dù ta không có ý định dẫn người đến cao ốc thần y, nhưng tại sao ngươi lại không muốn đến đó? thật ra nơi đó rất tốt, vợ Y Y và vợ Tiểu Y Y cũng đều đang ở đó mà. hắn cười hì hì, ngươi còn có thể đi theo vợ Tiểu Y Y để học hỏi một chút. nàng nghe lời hơn ngươi, ừm, thật ra hình như thân hình của nàng ấy cũng tốt hơn ngươi một chút nữa. tóm lại là ta không đi, ta à, cửu gừ nhẹ một tiếng. còn nữa, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là cửu nha đầu, ta không phải là nha đầu. tại sao cửu nha đầu? ta thấy ngươi làm nha đầu rất tốt thật ra nhà ta không có nhiều nha đầu đâu ngoại trừ xương nha đầu ra thì chỉ có mình ngươi mà thôi bây giờ xương nha đầu không có ở đây nên ngươi chính là nha đầu duy nhất ngươi không cảm thấy ngươi như vậy càng không giống bình thường sao hạ thiên có chút khó hiểu ta vẫn nghĩ là cái tên cửu nha đầu ấy thích hợp với ngươi nhất ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế đấy đi a à, cửu có chút không nói nên lời cái quái gì vậy còn là nha đầu duy nhất ư nói cứ như thể làm nha đầu có rất nhiều quang vinh may mà a cửu biết rõ lúc nào đầu óc của hắn cũng không giống với những người khác vì vậy nàng quyết định không thèm tính toán với hắn dù sao thì nha đầu gì đó trong miệng tên này thực sự chỉ là một cái biệt danh mà thôi cũng giống như vợ y y vợ tiểu y y vợ tiểu muội chân dài thần tiên tỷ tỷ các loại hắn rất thích đặt cho người ta mấy biệt danh kỳ quặc có lẽ đây chính là cái gọi là làm cho mỗi người trở nên khác biệt cửu nha đầu người đã đặt khách sạn ở đây chưa nếu không Chúng ta đi thuê phòng khách sạn, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi." Hạ Thiên lại nói. "Thuê phòng chữa bệnh? Tại sao nghe lời ấy lại cảm thấy không đúng, thật sự giống như lời của một tên thần côn nào đó." Nếu không phải vì A Cửu đã biết trước hắn đúng là bác sĩ, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một tên thần côn đang lừa đảo. Trên thực tế, hiện tại nàng cũng cảm thấy Hạ Thiên đang lừa mình. Cái gọi là đi thuê phòng chữa bệnh, hơn phân nửa là tên này muốn làm chuyện lưu manh gì đó không thể diễn tả được. "Chưa, ta vừa mới đến tối nay." A Cửu trả lời, "Ở bên kia có một khách sạn, có vẻ không tệ lắm. Chúng ta đến đó đi, còn có thể ngắm cảnh dòng sông nữa." Cách đó không xa thật sự có một khách sạn tên là khách sạn quốc tế Giang Than, nhìn qua rất sang trọng. Mặc dù trong lòng nàng cho rằng hắn đang lừa mình nhưng nàng vẫn phối hợp với hắn, chỉ vì nàng muốn thử lại xem mình có thực sự thoát khỏi bóng tối tâm lý hay không. Nếu đến lúc đó tên lưu manh đáng ghét đó có thể khiến nàng không còn bị bóng tối tâm lý nữa, vậy nàng sẽ để hắn được như ý, dù sao thì nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tất nhiên, y y tỷ còn có thể buông xuống chuyện này, vậy tại sao ta phải xoắn suýt chứ? Trong lòng A cửu nghĩ như vậy, khi nàng nhìn thấy ở trên mạng y tiểu âm thừa nhận Hạ Thiên Chính là chồng của mình trước mặt mọi người, A cửu cảm thấy trong lòng nàng ấy đã thật sự buông bỏ chuyện đó. Cũng chính vì như thế, Nàng mới có thể gọi điện thoại cho y tiểu âm, sau đó chọn đến Giang Hải. Rất nhanh, Hạ Thiên và A Cửu đã đến khách sạn quốc tế Giang Than, lúc này, thật ra cũng không tính là quá muộn, có vẻ đã hơn 10 giờ rồi nhưng việc kinh doanh khách sạn ấy hình như vẫn còn rất sôi động. Xin lỗi tiên sinh và tiểu thư, ở đây chúng ta không có phòng giường lớn, cũng không còn phòng tiêu chuẩn, ừm, không còn phòng nào nữa. Bây giờ, chỉ còn lại một phòng trên tầng cao nhất. Trong giọng nói của nhân viên quầy lễ tân mang theo vẻ áy náy, "Căn phòng này hơi mắc một chút, nhưng nếu như hai vị muốn, ta có thể giảm giá cho các ngươi." "Không cần," Hạ Thiên ngắt lời nhân viên phục vụ. "Vậy thì, thật xin lỗi, hai vị có thể đi sang bên cạnh." Lúc nói nhân viên phục vụ còn rất khách sáo. "Chính là phòng này," Hạ Thiên lại nói. "Ách, tiên sinh, không phải anh vừa nói là không cần." Hiện tại, nhân viên phục vụ có chút bối rối tại sao người ấy nói không cần mà lại muốn. Ý của chúng ta là không cần giảm giá, trực tiếp cho chúng ta thuê căn phòng đó là được rồi. Bây giờ, A Cửu mới mở miệng, đây là chứng minh nhân dân của ta, người hãy làm thủ tục cho chúng ta đi. Vâng, tiểu thư, cuối cùng, nhân viên phục vụ cũng đã hiểu ra. chương 2022, Lưỡng Lự, thủ tục được làm xong rất nhanh. Mặc dù trên danh nghĩa căn phòng trên tầng cao nhất kia không phải là phòng dành cho Tổng thống, nhưng giá cũng không kém mấy. Giá đó ở danh than vốn là hơi đắt, nhưng bây giờ hình như đang là mùa cao điểm, chỉ có một đêm như vậy mà giá phòng đã hơn một vạn rồi. Tất nhiên chuyện đó đối với hai người bọn họ mà nói thì không thành vấn đề, bọn họ cũng không thiếu tiền. Hai người rất nhanh đã đến phòng tầng trên, trong phòng có đầy đủ mọi thứ như trái cây và rượu vang, thậm chí món ăn còn được đóng gói hút chân không, trực tiếp hâm nóng trong lò vi sóng là có thể ăn được, mà bên trong cũng có lò vi sóng. Vừa rồi khi xử lý thủ tục, nhân viên lễ tân đã nói với A Cửu rằng đây cũng là một trong những phòng đặc biệt nhất của khách sạn. Nếu ai đó ở trong đấy cả ngày, thậm chí là vài ngày và không muốn bị người khác quấy giày cũng không sao cả. Mọi người có thể giải quyết vấn đề ăn uống ở bên trong, ngay cả việc thay giặt quần áo một lần duy nhất cũng có. Tất nhiên nếu bọn hắn muốn ăn cái gì khác thì có thể gọi điện thoại cho quầy lễ tân. Nói trắng ra, điều này thực ra là chuẩn bị cho một số cặp đôi. Bạn có thể ở trên giường hoặc không mặc quần áo trong vài ngày. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong đó. Chỉ cần ấn vào nút không làm phiền kia, khách sạn sẽ rất thức thời không tới làm quấy giày bạn. Khi A cử bước vào phòng, nàng cũng nhấn xuống nút này một cái. Mặc dù nàng không biết suốt cuộc Hạ Thiên sẽ làm gì với mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy tốt hơn hết là không nên có người tới quấy giày. Nàng đóng cửa phòng lại rồi kiểm tra một chút. Nàng muốn xác nhận căn phòng không có vấn đề gì sau đó lại đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh ngắm nhìn khung cảnh dòng sông bên ngoài trong lúc nhất thời trong lòng a cửu chợt có cảm giác khác thường nàng quay đầu nhìn về phía hạ thiên thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình trong không khí dường như có một bầu không khí rất mập mờ người định chữa bệnh cho ta như thế nào cuối cùng a cửu cũng mở miệng nàng không đợi hạ thiên trả lời lại nói tiếp thôi để sau hãy nói ta cảm thấy cơ thể không được thoải mái lắm Ta đi tắm rửa trước đã, sau đó ngươi có thể chữa bệnh giúp ta." Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, A Cửu đã đi thẳng vào phòng tắm. A Cửu ở trong phòng tắm rất lâu, cũng không biết nàng là ở trong tắm rửa hay là đang suy nghĩ nhân sinh, đương nhiên, đây là việc mà Hạ Thiên không biết, nhưng mà chính nàng lại biết. Thật ra A Cửu chỉ tốn khoảng 10 phút đồng hồ để tắm, tiếp theo nhìn về phía tấm gương, thưởng thức thân hình của mình vài phút, nàng cảm thấy dáng người của mình rất tốt sau đó bắt đầu hồi hộp, có nên để tên đại biến thái kia chiếm tiện nghi không? Dù sao tên lưu manh ấy đã chiếm được quá nhiều tiện nghi rồi, hiện giờ còn cho hắn loại chỗ tốt như vậy, nàng có phải thua thiệt nhiều quá hay không? Sau đó, nàng lại bắt đầu nhớ tới tình cảnh như ác mộng lúc trước, nàng từng dự định một mình đối kháng bóng tối đó, nhưng rồi cuối cùng nàng lại phát hiện mình làm không được. Mà điều khiến cho nàng buồn bực là, khi nghĩ đến tối nay có thể sẽ xảy ra một ít chuyện không thể miêu tả, gò má của nàng đỏ bừng, cơ thể cũng trở nên nóng hơn, giống như cái gọi là động tình. Nhưng khi nàng nghĩ tới bóng tối kia thì cả người lập tức lại lạnh xuống, nhưng đợi một chút lại nhớ tới chuyện có thể xảy ra kế tiếp thì lại sẽ động tình, cứ như vậy vòng đi vòng lại mãi, làm cho nàng cảm thấy mình sắp thành bệnh tâm thần. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ đi ra ngoài thôi. Cuối cùng, A cửu cắn răng một rồi bước ra phòng tắm. Nàng không mặc áo ngủ, trở về quá vội cho nên nàng không mang theo, cũng không mặc áo choàng tắm, trên người nàng chỉ quấn một cái khăn tắm, nếu có người thấy được dáng vẻ bây giờ của nàng thì nhất định sẽ cảm thấy nàng đặc biệt gợi cảm mê người, vấn đề duy nhất chính là ở đây không có người nhìn thấy. Hạ Thiên lại không ở trong phòng, chuyện ấy khiến nàng có chút phát điên, cái tên lưu manh đáng chết kia chạy đi đâu rồi? A à, cử cứ, cứ quấn khăn tắm như vậy ngồi ở trên giường, trong đầu nàng như một cuộn chỉ rối, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không biết nên làm gì tiếp theo, là gọi điện thoại cho tên háo sắc đó hay là mặc kệ mọi chuyện. Tên lưu manh chết bầm kia đang làm cái gì vậy? A à cửu có chút sụp đổ, nàng đã sắp chuẩn bị kỹ càng chuyện nào đó, vốn cho rằng hắn đang chờ ở ngoài, nào biết được đến khi nàng cuối cùng cũng quyết định bước ra khỏi phòng tắm thì lại phát hiện không thấy ra hỏa kia đâu cả, mà nàng căn bản không biết hắn đi nơi nào. Tên lưu manh ấy là bận đi tìm Y Y tỷ hay đi tìm Lam Y Nhân, lại hoặc đi tìm những nữ nhân khác. A à cửu cảm thấy tâm trạng của mình muốn đổ vỡ tới nơi rồi, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh hơn nữa bây giờ nàng còn rất muốn đánh người a à, tức chết ta rồi nàng cô nắm đấm lung tung cứ mãi suy nghĩ như vậy thật sự sẽ khiến nàng có chút phát điên cho tới bây giờ nàng cảm thấy mình vẫn chưa từng nổi nóng như hôm nay đúng vậy là tức giận mà không phải là thống hận hiện giờ nàng vô cùng tức giận tức giận đến mức muốn đánh người hơn nữa là cực kỳ muốn đánh hắn một trận cửu nha đầu bây giờ người thật sự rất ngoan nha còn biết cởi quần áo ngồi trên giường chờ ta giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai A Cửu, cứu vớt nàng từ trong trạng thái muốn phát điên kia. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn đang đứng kế bên giường, đang dùng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn nàng. chương 2023, thu phí chữa bệnh. Tên lưu manh kia, người đã đi đâu vậy? A Cửu có chút sụp đổ, ngay sau đó nàng nhìn thấy Hạ Thiên Hình như còn cầm một đóa hoa hồng trong tay, sững sờ hỏi, người đi mua hoa. À, ta chờ nhàm chán, Nhìn thấy phía dưới có người bán hoa, sau đó cảm thấy bây giờ Cửu Nha đầu ngươi rất nghe lời cho nên đi xuống mua một đóa hoa cho ngươi chơi. Mặc dù ta cảm thấy mấy thứ hoa cỏ này cũng không đẹp đẽ gì, nhưng nữ nhân các ngươi lúc nào cũng thích những thứ đấy. Hạ Thiên nói đến đây, không khỏi lại cảm khái một chút, Cửu Nha đầu, thân hình của ngươi thật sự rất không tệ nha. Cái gì? A, à, a à Cửu đột nhiên duyên dáng kêu to một tiếng, đến bây giờ nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà khăn tắm quấn quanh người mình đã rơi mất chắc vừa rồi khi nàng tức giận cua tay múa chân làm cho khăn tắm lỏng ra. Điều đó cũng làm cho dáng vẻ mê người của nàng gần như không giữ lại chút nào mà lộ ra trước mặt Hạ Thiên. A Cửu phản ứng lại, vội vàng giơ tay kéo chăn lên, muốn che cơ thể của mình, nhưng vào lúc này nàng lại nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên, "Cửu nha đầu, tặng hoa cho ngươi." Trong tầm mắt xuất hiện một mảnh cánh hoa, không phải một đóa, mà là một cánh hoa, một cánh hoa đột nhiên tự động tách ra rồi chậm rãi bay về phía A Cửu nhìn qua vô cùng xinh đẹp và hoàn mỹ. Trong nháy mắt đó, A Cửu như đã quên đi tất cả, quên mất bản thân không mặc quần áo, cũng quên mất việc muốn che đi cơ thể của mình, nàng chỉ theo bản năng đưa tay nhận lấy cánh hoa kia. Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay của nàng, giống như không chút cảm giác nào, mà trong tầm mắt của nàng lại tiếp tục xuất hiện cánh hoa, đầu tiên là một mảnh hai mảnh, sau đó là mười mấy mảnh, sau lại hình như cả căn phòng đều tràn ngập màu đỏ của cánh hoa rõ ràng vừa bắt đầu A Cửu chỉ thấy một đóa hoa hồng, không khả năng có nhiều cánh hoa như vậy được, thế nhưng một đóa hoa hồng kia lại giống như nhưng thả ra cánh hoa vô cùng vô tận, trong vòng mấy chục giây ngắn ngủn đã lấp đầy cả căn phòng. Trên không, vô số cánh hoa đang bay múa, sau đó chậm rãi rơi xuống, chạm vào làn da của A Cửu, từng cảm xúc rất nhỏ bé lại mang cho nàng một loại cảm nhận rất khác. A Cửu có chút ngây dại, trong mắt của nàng dần dần cũng chỉ còn lại những cánh hoa này, từ trước tới nay nàng chưa từng nghĩ tới, trong cuộc đời của mình có thể nhìn thấy một màn như vậy. Nàng càng không thể tưởng tượng được Hạ Thiên lại làm những chuyện này vì nàng, cho dù nàng biết mình trẻ tuổi, biết mình xinh đẹp, biết mình hoàn hảo hơn tuyệt đại đa số nữ nhân trên thế giới này, nhưng mà nàng cũng biết, ở trong mắt Hạ Thiên, thật ra nàng chỉ là một nha hoàn. Bất luận là dung nhan giá người hay là tính tình, thật ra nàng biết mình gần như không sánh được với bất kỳ nữ nhân nào bên người Hạ Thiên. Vừa rồi khi Hạ Thiên đột nhiên biến mất, nàng chỉ cho rằng Hạ Thiên không hề có hứng thú gì với nàng, bởi vì chỉ cần có bất kỳ một nữ nhân khác xuất hiện vào lúc này, đều sẽ làm hắn lựa chọn rời khỏi, mà nàng, từ đầu đến cuối chẳng qua là sự lựa chọn cuối cùng mà thôi. Nhưng cánh hoa mỹ lệ đầy trời, một màn duy mỹ ấy khiến cho A Cửu đột nhiên cảm thấy, có vẻ tất cả đều không quan trọng, cho dù những việc này đối với Hạ Thiên mà nói là rất dễ dàng làm được, cho dù Hạ Thiên chỉ là vì cố ý dỗ dành nàng, thật ra cũng không thật tình gì với nàng, nhưng những chuyện này cũng không làm nàng để bụng nữa, đây sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất cuộc đời nàng. Cửu nha đầu, bây giờ ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên bên tai A Cửu, A Cửu nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống, những cánh hoa kia tiếp tục bay xuống rồi chậm rãi bao phủ toàn bộ cơ thể của nàng. Tiếp theo là một cảm giác lạnh như băng từ trên đầu truyền xuống, một cây ngân châm đâm vào trong đầu của nàng, nàng biết, Hạ Thiên thật sự đang châm cho mình điều đó khiến nàng có một chút xíu thất vọng, bởi vì nàng thậm chí hy vọng đây không phải thật sự chữa bệnh mà là một chuyện khác. Nhưng loại cảm giác thất vọng này rất nhanh biến mất, bởi vì nàng lập tức cảm giác được ngân châm đã rời khỏi cơ thể của nàng, đồng thời nàng lại cảm giác được hương vị nam nhân quen thuộc bao phủ ở trên. Cửu nha đầu, bệnh của ngươi đã được chữa khỏi, bây giờ ta muốn thu tiền chữa bệnh. Giọng nói của Hạ Thiên lại lần nữa vang lên bên tai nàng. Ừ, cho ngươi, ta cửu vẫn nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu, nàng biết tiền chữa bệnh là cái gì, bởi vì Hạ Thiên đã dùng hành động nói cho nàng, tiền chữa bệnh mà hắn muốn chính là toàn bộ của nàng. Nàng cũng nguyện ý cho hắn, vào lúc này, trong cảnh tượng giống như mộng ảo này, ở trên chiếc giường tràn ngập hoa hồng, nàng nguyện ý giao bản thân cho người này, cho dù đối phương từng là một không bằng cầm thú ở trong mắt của nàng, cho dù hiện giờ đối phương hay là một sắc lang lan trăng hoa, cho dù đối phương cũng chưa chắc gì rất thích nàng, nhưng tất cả những thứ này nàng đều có thể không để bụng. Nàng muốn làm một nữ nhân chân chính, một nữ nhân có ý nghĩ và cuộc sống của mình, nàng có thể tự làm ra quyết định cho bản thân, đương nhiên, hiện giờ, ngay vừa rồi, nàng đã trở thành một nữ nhân chân chính. Hình ảnh ác mộng nhiều lần xuất hiện trong đầu nàng lại thoáng hiện lên lần nữa, nhưng nó lại rất nhanh biến mất, mà thay vào đó là một hình ảnh khác bắt đầu chậm rãi xuất hiện, đó là một hình ảnh tốt đẹp, chính là hình ảnh đang xảy ra ngay lúc này, ở trên giường hoa hồng, nàng nhiệt huyết và không bị trói buộc, vui vẻ sung sướng. A à Cửu biết, tâm bệnh của mình đã khỏi. Mặc dù không biết rốt cuộc là do ngân châm có hiệu quả hay là do những cánh hoa kia, hoặc cũng có lẽ là do cả hai, nhưng xác thật là Hạ Thiên đã chữa khỏi tâm bệnh của nàng. Cơ thể của nàng vẫn nóng bỏng, trái tim cũng vẫn cứ cuồng nhiệt, dần dần tiến vào một loại trạng thái như mê huyễn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, A à Cửu không biết mình đã rời khỏi giường hoa hồng kia vào lúc nào, lúc này nàng đang ở bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài ánh đèn bên bờ sông dần dần dập tắt, bóng tối đi qua, bình minh tiến đến, mà cuối cùng nàng cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhưng vào lúc ấy, nàng đột nhiên cảm giác rất nhiều chân khí tràn vào trong cơ thể của mình, tiếp theo nàng lại tiến vào một loại trạng thái tương đối thần kỳ, lại tiếp đó, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, A Cửu cảm thấy công lực của mình hình như đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, lại tiếp đó, nàng phát hiện mình vẫn rất có tinh thần, không hề mỏi mệt. Chương 2024 không biết khi nào mới có thể chân chính gạt bỏ được quá khứ. Chờ, chờ một chút, chàng có nghe được phòng bên cạnh có người hô cứu mạng không? A à, Cửu đột nhiên nghe thấy một chút tiếng động không bình thường ở gần đó, nguyên bản nàng sẽ không nghe được, nhưng có lẽ là do công lực vừa tăng lên cho nên hiện giờ nàng đã có thể nghe thấy. Ừm, bên kia có một nữ nhân bị một đám người bắt cóc. Hạ Thiên Thuận miệng nói, đám ngu ngốc kia bỏ tiền ra trên danh nghĩa nói là muốn tìm người mẫu gì đó nào biết bọn hắn không những không trả tiền mà còn cướp bóc nữ nhân kia, bây giờ còn muốn ngủ miễn phí với người ta. Hả? Vậy chúng ta mau đi cứu nàng ta đi. A cửu vội vàng nói. Hiện tại nàng cuối cùng cũng muốn tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên, nhưng vấn đề là nàng dẫy dụa mãi mà vẫn không thể thoát ra được. Cửu nha đầu, nàng vẫn ngu ngốc như vậy. Ta đã cứu nữ nhân kia rồi. Hạ Thiên đương nhiên không muốn cho A cửu rời khỏi lúc này, hắn cảm thấy tiền chữa bệnh của mình còn chưa thu đủ mấy tên ngu ngốc ấy đều nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nữa rồi vậy tại sao nữ nhân kia vẫn còn hô cứu mạng chứ a à, cử có chút không rõ ồ nàng không nói thì ta suýt nữa quên mất bởi vì nữ nhân kia vẫn còn bị trói lại hạ thiên thuận miệng nói tiếp đó cũng không thấy hắn làm gì chỉ nghe hắn lại lên tiếng được rồi ta đã cởi dây thừng cho nàng ta bây giờ nàng ta có thể chạy ra ngoài mấy phút sau nàng ta đã chạy rồi Hạ Thiên lại nói một câu. Nàng ta không báo cảnh sát à? A à cửu không khỏi thắc mắc. Không có, Hạ Thiên trả lời, được rồi, cửu nha đầu, đừng quan tâm nàng ta nữa, bây giờ nàng vẫn còn thiếu nợ tiền chữa bệnh đấy, tập trung thanh toán cho tốt đi. Nè, đã qua cả một buổi tối rồi, như thế nào thì cũng nên trả nợ xong rồi chứ. A à cửu hừ nhẹ một tiếng, ta nói cho chàng biết, bây giờ ta không nợ chàng gì cả, bây giờ là ta chủ động cho chàng. A cửu đúng là rất chủ động, Hạ Thiên cũng mừng rỡ hưởng thụ, nhưng vào lúc này thì điện thoại di động của hắn lại vang lên. Không cho phép chàng nghe máy, A cửu hừ nhẹ một tiếng. Là vợ Y Y gọi tới nha, Hạ Thiên cầm điện thoại nhìn một chút, tiếp đó cũng không để ý A cửu có thật sự cho phép hay không, tiện tay nhấn nghe máy. Vợ Y Y, nàng lại cần ta đi làm việc à? Hạ Thiên tiếp điện thoại, chế chút nữa ta sẽ tới đó, bây giờ ta còn vội việc khác không cần phải gấp, bên này tạm thời không chuyện gì cả, ta chỉ muốn hỏi ngươi, a cửu có đi cùng với chàng hay không? bên trong giọng nói của y tiểu âm hơi có chút mùi vị khác thường, ta có gọi điện cho nàng ấy, nhưng di động của nàng ấy đã tắt máy. ô, cửu nha đầu đang ở đây với ta, bây giờ nàng ấy cũng rất bận, hay ta để nàng ấy nghe máy? hạ thiên nói xong thật sự đưa điện thoại cho a cửu, cửu nha đầu, nàng có muốn nói gì đó với vợ y y không? y y tỷ, ta không sao lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi trong lòng a cửu ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ tên biến thái chết tiệt này chơi thật là ác không ngờ lại để nàng nghe điện thoại ngay bây giờ hại nàng cố gắng lắm mới nhịn xuống không để cho giọng nói xuất hiện sự khác thường vợ y y cửu nha đầu không sao đâu bây giờ nàng ấy đặc biệt ngoan ngoãn hạ thiên cười hì hì nói không có việc gì thì tốt rồi vậy ta cúc máy đây y tiểu âm rất nhanh ngắt cuộc gọi bởi vì thật ra nàng vẫn nghe được một chút âm thanh khác thường từ trong điện thoại truyền ra, mà nàng cũng đã mơ hồ đoán được bên kia đang xảy ra chuyện gì. Ở cao ốc thần y, y tiểu âm đặt điện thoại di động xuống rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Tối hôm qua sau khi gặp mặt A Cửu thì nàng đã mơ hồ cảm thấy thật ra nàng ấy muốn cái gì, mà nàng cũng hiểu rõ, chuyện ấy không phải là do A Cửu đột nhiên chuyển biến, mà là lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cho nàng ấy rốt cuộc hiểu rõ thứ mình muốn là gì chẳng qua a cửu hình như còn đang do dự vì thế nàng quyết định giúp nàng ấy một phen để hạ thiên đi tìm nàng ấy kết quả bây giờ thật ra là tình huống nàng đã dự đoán được cũng là tình huống nàng nguyện ý nhìn thấy nàng không cảm thấy hạ thiên là một nam nhân tốt nhưng nàng cảm thấy hắn có thể làm cho a cửu vui vẻ ít nhất thì nàng ấy có thể tạm thời thật sự vui vẻ trong nhất thời trở thành một nữ nhân chân chính nàng hy vọng a cửu không cần sống vì người khác cho dù người khác kia chính là nàng thì nàng ấy cũng không cần làm như vậy. Còn về chính nàng, Nghi Tiểu Âm nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng cũng không biết khi nào mình mới có thể chân chính bước ra khỏi chuyện kia, nhưng bây giờ ít nhất A Cửu đã bước ra, cũng là một chuyện vui. Ở khách sạn quốc tế Giang Than, A Cửu lại cảm thấy lần nữa mệt mỏi, còn có chút đói bụng. Nàng lại quấn khăn tắm rời giường ăn một chút trái cây trước, sau đó cảm thấy không đủ, bắt đầu hâm cơm trong lò vi sóng ăn ăn xong nàng vẫn còn cảm thấy chưa no định gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ nhưng khi nhìn về phía hạ thiên thì nàng lại thay đổi chủ ý nè chàng dậy đi ta đói bụng chàng đi mua cho ta chút đồ ăn đi a cửu không muốn đi ra ngoài cũng không muốn đợi lát nữa còn phải mặc y phục mở cửa cho nhân viên phục vụ khách sạn cho nên giao nhiệm vụ này cho hạ thiên hạ thiên cũng không ý kiến gì về việc này hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chuẩn bị đi ra ngoài mà a cửu thì trở lại trên giường trên giường vẫn còn có cánh hoa, đương nhiên cũng còn có chăn mền, lần này thì nàng đã lẻn vào trong chăn. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Leng keng, leng keng. Chương 2025, chỉ nhìn thôi à. Chuyện gì thế này, không phải đã bảo bọn hắn không được quấy rầy rồi sao? A à cửu lập tức có chút mất hứng, vì không muốn bị người khác quấy rầy nên nàng đã không gọi điện thoại kêu nhân viên phục vụ lên đây, tại sao bây giờ còn có người tới nhấn chuông cửa nữa? Cho nên ta nói Cửu Nha đầu vẫn còn kém thông minh mà, nàng hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài sao? Hạ Thiên lắc đầu, gian phòng cách vách đến lúc thanh toán, nhưng bọn hắn còn chưa đi nạp tiền, vì vậy nhân viên phục vụ đi gõ cửa, tiếp theo không nghe thấy bên trong có tiếng trả lời, bọn hắn mở cửa xông vào, kết quả nhìn thấy tình trạng trong như vậy cho nên vội vàng báo cảnh sát, bây giờ thì cảnh sát đã tới rồi. Cảnh sát tới thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? A à, Cửu không cao hứng cho mấy. Ồ bọn hắn tới đây là để hỏi thăm một chút tình huống mà thôi, không sao đâu, vừa lúc để bọn hắn đi mua đồ ăn cho chúng ta. Hạ Thiên đi tới mở cửa, nhìn hai người cảnh sát đứng ở cửa ra vào hỏi, các người có quen biết Hoàng An Bình không? Hai người cảnh sát kia vốn dĩ đang muốn hỏi chuyện, nghe nói như thế thì lập tức sững sờ, nghĩ thầm đây là ai mà lại muốn lấy tên Hoàng An Bình ra làm màu. Ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên lại nói, có thể là các người không biết tên của ta, nếu như không biết thì các người đi hỏi Hoàng An Bình một chút. A, à, anh chính là Hạ Thiên sao, chúng ta đã biết. Một người cảnh sát vội vàng trả lời. Ồ, biết rồi thì tốt, nếu như các người muốn hỏi thăm việc đã xảy ra ở phòng bên cạnh thì có thể đi tìm một người mấu tên là Liễu Liễu. Nhưng trước đó thì các người đi mua chút đồ ăn đưa tới đây, ta lười đi xuống dưới. A, à, không được mua ở đây, khách sạn này chẳng có gì ăn được cả, các người đi mua ở ngoài cho ta. Hạ Thiên nói nhanh. À, được, được. Người cảnh sát kia có chút ngẩn người. Được rồi, nhớ kỹ mua nhiều một chút. Còn nữa, mua một ít hoa quả tới đây, dâu tây nho, cherry các loại, mua tất cả. Tóm lại ăn ngon thì mua. Đợi lát nữa ta sẽ đưa tiền cho các ngươi. Hạ Thiên lại dặn dò một câu. Được, được. Hai người chúng ta đi ngay đây. Người cảnh sát kia hiển nhiên là có nghe qua tên tuổi của Hạ Thiên. Đây chính là chỗ tốt khi ở Giang Hải. Ở đây có rất nhiều người nhận ra hắn. Hạ Thiên đóng cửa phòng, trở lại trên giường. Nè, làm sao mà chàng ở trong đây lại có thể biết rõ ràng những chuyện bên ngoài đến vậy? À cửu có chút không vui, chàng không chuyên tâm, có phải cảm thấy lực hấp dẫn của ta chưa đủ có phải không? Cửu nha đầu, đây là do công lực của nàng quá kém. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta chỉ thuận tiện nghe được động tĩnh phòng bên cạnh mà thôi. Ừm, đây chính là nguyên nhân nàng mốc hơn ta. Chàng mới là người nhất tâm nhị dụng. A Cửu vẫn lộ ra vẻ mặt không vui, ta cũng không tin chàng ở chung với những nữ nhân khác cũng như thế này. Ồ, thật ra mỗi khi ta ở bên vợ chân dài đều là nàng ấy không quá chuyên tâm, nếu có người nào tới thì khẳng định là nàng ấy sẽ biết trước cả ta." Hạ Thiên Thuận miệng nói, nhưng muội muội chân dài nói chuyện kia thật ra là bởi vì tính cảnh giác trời sinh, bởi vì lúc trước nàng ấy thường xuyên ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên mặc kệ lúc nào đều sẽ có lòng cảnh giác. Hắn nhìn A Cửu, tiếp tục nói, nói cách khác, cuộc sống của Cửu Nha đầu nàng trải qua rất thư thái, cho nên bình thường không hề có một chút tính cảnh giác nào. Lỡ như có kẻ địch đến, nàng cũng sẽ không thể biết trước được, như vậy là sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, coi như là ngươi nói có lý đi. A à, Cửu quyết định không tranh luận với Hạ Thiên về chủ đề này, nghĩ thầm hắn vốn dĩ cũng không phải là đặc biệt thích nàng, vừa ngủ vừa nghĩ đến chuyện khác cũng chuyện bình thường, nàng cần gì phải yêu cầu quá nhiều chứ? thật ra cho dù A à, cửu có muốn dối rắm hơn nữa thì cũng không có thời gian, bởi vì hắn lại bò lên trên giường rồi. Gần một tiếng sau, hai người cảnh sát kia đã mua rất nhiều đồ ăn, nhưng bọn hắn chỉ đặt ở cửa ra vào, sau đó hai người đứng ở chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phòng tự động mở ra, đồ ăn tự động bay vào, sau đó một chồng tiền bay tới trước mặt bọn hắn, cuối cùng cửa phòng tự động đóng lại. Hai người cảnh sát kia quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có chuyện bọn hắn cần đi làm đó chính là đi tìm nữ người mẫu tên là Liễu Liễu kia. Có lẽ vì y tiểu âm cố ý dành thời gian cho A Cửu, cho nên suốt cả ngày y tiểu âm không lại gọi điện thoại nữa, mà A Cửu cũng ở trên giường vui vẻ có hơn một ngày, đói bụng thì ăn, mệt mỏi cũng ăn, ăn xong tiếp tục hăng hái chiến đấu, dù sao thì nàng đã là một đại cô nương trưởng thành, đương nhiên phải làm chút việc yêu thích của người trưởng thành rồi. Hơn nữa nàng cảm thấy Hạ Thiên vẫn rất thích nàng, cái dáng vẻ tham lam kia khiến nàng rất hưởng thụ cho nên nàng đã quyết định không đi truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt kia nữa vui vẻ là được rồi ít nhất từ giờ trở đi nàng cảm thấy mình xem như tương đối hoàn chỉnh không còn giống như trước đó tinh thần luôn phải dựa vào người khác cơ thể cũng như vậy mà bây giờ cho dù là tinh thần hay là cơ thể thì chúng đều thuộc về bản thân nàng chàng có thể yên lặng ngắm cảnh được không hả lại đến buổi tối a cửu tiếp tục ở cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh đêm ngoài hắn cũng ở bên cạnh đương nhiên hắn cũng không phải ngắm phong cảnh cửu nha đầu nàng cứ ngắm phong cảnh đi ta nhìn nàng là được rồi hạ thiên cười hì hì nói chàng chỉ nhìn thôi à a cửu hừ nhẹ một tiếng vốn dĩ nàng thật đúng là đang ngắm cảnh hạ thiên cũng chỉ là đang nhìn nàng nhưng mà bởi vì nàng không mặc quần áo cho nên ra hỏa này mới nhìn một chút lại bắt đầu táy máy tay chân lăn lộn lâu như vậy cuối cùng a cửu cũng muốn nghỉ ngơi một chút nhưng hạ thiên hình như vẫn không biết mệt mỏi cái này khiến nàng có chút xúc động muốn đuổi hắn đi, nhưng nàng lại có chút không nỡ, dù sao thì tư vị đó cũng làm cho nàng rất hưởng thụ. Khi chuông điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên lần nữa, nàng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có thể được giải thoát rồi, tên sắc lang này chắc là phải đi. Tiểu muội chân dài, nhanh như vậy mà nàng đã nhớ đến ta rồi à? Hạ Thiên cầm lấy điện thoại nghe máy, mà khi nghe được Hạ Thiên nói như vậy, trong lòng A Cửu nhất thời có chút buồn bực. Tên lưu manh chết tiệt ấy còn đang ở trên người nàng đấy, thế mà còn liếc mắt đưa tình với người khác. Nhưng cuộc điện thoại này lại không phải do Y Y tỷ gọi tới, mà lại là của Ninh Nhụy nhụy. "Ngươi ở đâu, ta có việc tìm ngươi." Giọng điệu của Ninh Nhụy nhụy có chút mệt mỏi. "Ta đang ở Giang Hải, ngươi đang ở đâu vậy?" Hạ Thiên nhận ra trong giọng nói Ninh Nhụy nhụy không được bình thường, hay để bây giờ ta đi tìm ngươi. "Không cần, ta cách Giang Hải không xa, ta tới đó là được rồi." Ninh Nhụy Nhụy nói xong nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, không phải tiểu muội chân dài đang thám hiểm ở dưới đáy biển sao? Sao đột nhiên lại chạy đến gần Giang Hải chứ? Nhụy Nhụy làm sao vậy? A à, Cửu không khỏi tò mò. Ta cũng không rõ ràng cho lắm, đợi lát nữa nàng ấy đến thì sẽ biết thôi. Hạ Thiên thật đúng là không quá xác định rốt cuộc Ninh Nhụy Nhụy đã xảy ra chuyện gì, Cửu nha đầu, hay nàng ở đây nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm nàng ấy. Ta, A à, cử vốn dĩ muốn nói cùng đi với hắn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cơn mỏi ập đến, sau đó nàng mới nhớ tới mình thật sự cần nghỉ ngơi, lập tức đổi giọng điệu, vậy được rồi, ta ngủ một lát. Lúc này, ninh nhụy nhụy đúng là đang ở rất gần thành phố Giang Hải, mà nàng có thể đi tới nơi này, thật sự rất gian nan. Audio điện tử võ tấn bền Khết tập 111